Em xin chào cả nhà. Tối nay lên cho các chị bộ cổ bao lăng tông tay con nha các chị ơi, rất là đẹp luôn. Mùa này là mùa hè nên là em ra cho các chị một lô tay ngắn nha các chị, cổ bao lăng tông tay ngắn nha, tay con. Rất là đẹp luôn. Bộ em đang mặc là giá 125.000 các chị, rất là đẹp ha, chất thun co giãn 4 chiều. Em bung giùm chị một bộ size 6 đi. Hàng đẹp cả nhà ơi, cả nhà mình tranh thủ tối nay mình chốt bộ cổ bao lăng tông này nha các chị, rất là đẹp nha. Size số 1 của bộ này là 52kg, size 2 là 57kg nha. Size 1 là 52kg đổ lại, size số 2 là cho các chị 53 đến 57kg. Size số 4 là cho size số 3 là cho các chị 58kg đến 62kg, size số 4 là 63 đến 67kg. Size 5 là cho các chị đẹp nhà em 68kg đến 72kg và size số 6 là cho các chị 72kg đến 77kg mặt giường. Ha, 77 78kg, chất liệu vải co giãn 4 chiều rất là đẹp luôn. Em đang mặc bộ này là size số 1 nha các chị. Em là 1m58 nha, em nặng 50kg. Rất là đẹp luôn nha. Bộ em đang mặc các chị đẹp lên giúp giùm em mã này là mã xanh ngọc đi các chị, xanh nâu đi, lên giúp em mã xanh nâu đi ha. Để là xanh ngọc xanh nâu đi cả nhà. Cái nền của nó là nền màu da, lên bông màu xanh với bông màu hơi nâu tí xíu, các chị lên giúp em mã xanh nâu. Ống này là ống đứng chị, dạng ống đứng, ống rộng á, ống rộng xuông xuông xuống. Nó là dạng ống rộng xuông xuông xuống nha cả nhà. Chứ không phải là ống nhỏ. Chị nhìn cái form quần của em là các chị biết rồi đó. Cái form quần em mặc cái áo nhỏ là cái form nó khác. Lên giúp em mã này mã xanh nâu kèm size giúp em nha cả nhà ơi. Giá chỉ có 125.000 một bộ thôi, rất là đẹp nha các chị. Cho em cân nặng chiều cao nha chị Hoa Dại. Bộ này không phải ống len nha chị ơi. Bộ này là ống đứng bình thường nha, ống suông á. Ống đứng suông suông á. Xanh nâu size số 4 em chốt cho chị Mai Thanh Vân. Xanh nâu size số 1 em chốt cho chị Hoa Dại. Chế Hoa Dại ơi, chế Hoa Dại cho em giúp em cân nặng chiều cao đi. Em tư vấn size cho size 1 là 52kg, cao 1m55 trở lên. Còn ví dụ như mình dưới 1m55 thì tầm khoảng 50kg trở lại ha chị. Lên giúp em mã xanh nâu nha cả nhà ơi. Chị Mai Thanh Vân cho em số điện thoại. 1m53 nặng 65kg thì mẫu này mình mặc size số 4 nha chị ha. Chất liệu vải nó có co giãn, size số 4 của bộ này là tầm khoảng 63 đến 67kg. Em thấy số điện thoại của chị Mai Thanh Vân. Bộ em mặc là màu xanh nâu cả nhà ơi, đẹp lắm luôn á. Cái lô này mà không chốt rất là uổng ha. Lên giúp giùm em bộ này các chị, bộ này lên giúp giùm em là bộ cái này lên giúp em bộ này mà bộ gì beta. Lên giúp em bộ bông hồng đi các chị, lên giúp em bộ bông hồng đi ha. Ok, 1m56, 46kg là chế mặt size số 1, bộ này đúng rồi đó. Rồi lên giúp em bộ này là bộ bông hồng đi cả nhà. Chốt em mã bông hồng nha. Bông hồng dễ thun co giãn rất là đẹp luôn. 1m50, 60kg à. Chị ơi, cái ngực đó thì chị cứ mặc bình thường ha. Tại vì chất thun nó có co giãn mà. Nếu mà chị có ngực to thì chị lấy bộ này lên size số 4 giùm em nha chị Bình Minh. Nếu ngực vòng ngực 106 thì có thể lên size số 4 giùm em. Mình mặc cho nó thoải mái chị. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã. Ồ, cái màu này đẹp quá. Cái màu này gọi là màu gì ta? Màu mận các chị.
màu mận lên giúp giùm em, mã này là lên giúp em, màu này là màu mận nha, màu mận chính đó. Lên giúp em màu mận chính giúp em. Em hay thấy cái chị hay gọi là màu mận chính. Lên giúp em màu mận chính nha. Hả? Rất là đẹp, cái này em có mấy bộ hả? Các chị đẹp nhà anh tranh thủ chốt nha. Màu mận chính này nó được khoảng một size, nó được có 2 hoặc 3 bộ à. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã xanh đen. Lên giúp em màu này là màu xanh đen cả nhà, màu xanh đen. Chốt em màu xanh đen. Đẹp lắm. Rồi cái này lên giúp giùm em là nhí hồng. Hồi nãy là em có bông hồng nha. Rồi bộ này lên giúp giùm em là bộ nhí hồng. Thun này em không biết gọi chính xác là thun gì nữa các chị, nhưng mà nó sẽ rất là đẹp nha. Coi giãn các chị mặc thoải mái, chất vải cũng mát lắm. Màu mận chính, cao 1m70, nặng 70kg, có vừa không? Chị ơi 1m70 em không có bảo đảm được cái chiều dài nha. Em không bảo đảm được cái chiều dài theo yêu cầu của mấy chị. Ví dụ như em mặc mẫu cho các chị như thế này mà em 1m58 mà bây giờ mấy chị 1m7, mấy chị mặc ngắn hơn em, mấy chị chịu không? À, nhí hồng xe số 4 em chốt cho chị Mai Thanh Vân. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xanh rêu. Chốt em màu xanh rêu đi các chị. 125.000 luôn. Em bán cho mấy chị giá 125 luôn. Chị Mai Thanh Vân là mặc mẫu này size số 4 nha. Có gì chị lên giúp em kèm cái size ở phía sau giùm em. 125.000 một bộ nha chị Hà Nguyễn Tiên ơi. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã bông trắng các chị. Bông trắng. Ôi đẹp quá. Lâu lắm mới có một bộ như thế này. Bông trắng lên giúp giùm em mã bông trắng. Vải đẹp xuất sắc luôn. Bông trắng, bộ em đang mặc là mã xanh nâu. Chị Bảo Trân ơi, chị Bảo Trân vui lòng lên giúp em mã đồ kèm theo cái size của mình nha. Chị đã có số điện thoại ở bên em rồi, không cần phải cho lại số điện thoại nữa. Hay bình thường mình mặc ở bên em size nào thì chốt size đó giùm em với. Với lại là đừng có chốt bộ em đang mặc, cái chị lên cái mã đồ giùm em đang mặc là màu xanh nâu. Rồi lên giúp giùm em bộ này là bộ nhí đen. Nền xanh lên cái bông nhí đen rất đẹp luôn cái bộ này. Không chốt rất là ổn, bộ bâu lăng tông. Tay ngắn, tay con, bữa nay em về cho mấy chị bộ này mặc rất là đẹp. Tôm dáng lắm luôn. Rồi lên giúp giùm em màu này là bộ nhí đen nha. Nay em lên cho các chị bộ nhí đen, bộ này đẹp lắm mấy chị. Quần là quần ống suông nha các chị. Ống suông suông xuống giùm em nha. Rồi lên giúp giùm em bộ này là bộ họa tiết đỏ. Lên giúp em cái này là họa tiết đỏ nha các chị. Họa tiết đỏ. Chốt giúp em họa tiết đỏ. Xanh nâu size số 2 cho chị Bảo Trân. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã vàng. Chị Huỳnh Thị Chính lên giúp giùm em cân nặng và chiều cao đi chị. Với lại là hoặc là chị mặc size số mấy thì lên size giùm em luôn ha. Chứ bây giờ cho mấy chị mà xanh nâu mà cho size số mấy bây giờ không biết size rồi sao mà lấy nha mấy chị ơi. Lên size giùm em, chứ nào biết size thì lên size giùm em, còn không thì lên giùm em cân nặng kèm chiều cao. Em hay nhấn mạnh cái chị là cân nặng kèm chiều cao giùm em. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã vàng. Chốt em mã vàng nha. Và em đang mặc là xanh nâu. 125.000 một bộ. Chất này nó giống, nó tựa như thun cát ý vậy đó cái chị, rất là đẹp. Một nhí đen, một xanh riêu. Xe số 4 em chốt cho chị Gia Hân Ông. Ok chứ. 1m53 nặng 49kg, mặc size số 1 chị Hà Phương Vi. Rồi em lên lại cho các chị nha. Mẫu em đang mặc các chị lên giúp giùm em là màu xanh nâu. Rồi cái này lên giúp em mã vàng. Mã vàng lớn nhất là size số 6 nha chị Diệu Tường ơi, tầm khoảng 73-77-78kg mặc vừa nha chị. Rồi lên giúp giùm em mẫu này nha, tùy chiều cao. Màu xanh nâu size số 4 cho chế Gia Hân Ông luôn, là 3 bộ. 50kg, 1m58 là size 1 nha chị Nguyễn Thị Chính. Rồi em chốt cho chị một chị lên giúp em là xanh nâu 1 đi chị. Chị lên giúp em xanh nâu 1 nha chị Quỳnh Thị Chính ơi. Chị Hoa Dại cũng lên size giúp giùm em luôn nè chị. Chị mặc mẫu này size 1 thì lên giúp giùm em là mã vàng 1 nha. Các chị nhớ kèm biết cái size rồi kèm cái size giùm em. Tại vì á, em chốt cho mấy chị nhưng mà mấy cái bạn lấy đồ á, bạn phải nhìn vô cái mã đồ và cái size mấy bạn mới lấy cho mấy chị được nha. 1m62 nặng 65kg mặc size số 4 chị. Xanh nâu size số 6 em chốt cho chị Phượng Thúy. Cô Út Họ Võ lên giúp em mã đồ kèm size luôn. Mẫu này size 1 là 52kg, size 2 là 53-57kg tùy chiều cao ha. Size số 3 là cho các chị 58kg-62kg, size số 4 là 63-67kg, size 5 là 68-72kg và size số 6 là cho các chị đẹp nhà em tầm khoảng 72-73kg-77-78kg mặc vừa. Rồi ok chưa cả nhà, chị nào chưa biết size, chưa canh được size, muốn canh lại hay gì thì lên cân nặng kèm chiều cao. Em sẽ lấy size cho các chị, còn không thì biết size thì tự canh được size thì lên size giùm em nha. Rồi ok chưa. Xanh nâu size số 1 em chốt cho chị Huỳnh Thị Chính. Xanh nâu size số 6 em chốt cho chị Diệu Tường.
xanh nâu xe số 3 cho chế Phước Thành. Rồi mã này lên giúp em mã vàng đi các chị, rất là đẹp luôn nha, mã vàng nè. Cho em mã vàng, em đang mặc là xanh nâu, quần này là quần ống nó hơi sung sung nha cả nhà, nó không phải là ống nhỏ nha. Lên giúp em mã này nha các chị. Chốt em mã này là mã họa tiết đỏ, lên giúp em họa tiết đỏ. Em là 1m58 nha, em nặng 50kg, em đang mặc size số 1. Em là bằng khoảng 65, nói chung là người của em hơi nhỏ em chị. Em bị là em bị nặng ký là cái xương em to với em cái chân em to lắm nha. Rồi lên giúp giùm em mã này nha các chị, lên giúp em họa tiết đỏ. Chốt em họa tiết đỏ nha, rất là đẹp luôn. Em lên lại họa tiết cho mấy chị vào sau nè. Chị nhớ lên mã đồ kèm theo giúp em cái size. Xanh nâu size số 3 cho cô Út họ Võ. Lên giúp giùm em mã này nha các chị. Chị nào 1m50 á, về mà cái quần có dài thì lên like giùm em nha. Tại vì thường em may cho các chị thì chị nào 1m55 đến 1m62 thì các chị mặc ok. Còn các chị thấp hơn thì các chị mặc nó sẽ dài hơn, còn chị nào mà cao hơn thì các chị mặc sẽ ngắn hơn tí xíu. Rồi lên giúp em mã này là mã nhí đen. Chốt em bộ nhí đen rất là đẹp luôn nè. Nhí đen bộ cổ bâu lăng tông tai con. Ở mùa này mặc bộ này rất là đẹp luôn nha cả nhà. Họa tiết đỏ xe số 6 em chốt cho chị Phượng Thúy. Trời ơi, đáy ngắn hay đáy dài nữa chị, thì đồ bộ của mình thì cái đáy bình thường vậy đó nha. Bây giờ hỏi đáy ngắn hay đáy dài không biết đường trả lời. Nói chung là mặt không có lộ dùng tam giác vàng. Ok chưa chứ? Đó, chị thấy em mặc nè. Rồi cái này đáy ngắn hay đáy dài, ai biết trả lời, đáy vừa vừa chứ ơi nha. Bông trắng. Thôi chế hỏi nhiều câu ơi, không biết đớ luôn mấy chị, không biết đường trả lời nữa. Thì quần đồ bộ của mình thì đâu có gì đâu, phải may đáy dài chứ, đáy bình thường thôi nè. 125.000 một bộ. Chị Dung Tài nha. Xanh nâu xe số 2 cho chế Phan Uyên. Nhí đen xe số 2 cho chị Bảo Trân. Chị Bảo Trân 55kg cao bao nhiêu vậy chị? 125.000 một bộ chị. Mấy lần mua bộ về mặc không được. Chị mua shop em hả? Nếu mà chị mua shop em về chị mặc không được thì thôi chứ, đồ coi như đồ nhà em không có hợp với chị nha. Không có hợp với chị. Tại vì mẫu em đã mặc trực tiếp cho mấy chị như thế này rồi, em cũng là chiều cao bình thường thôi. 1m55 nặng 50kg thôi nha. Có áo ngắn không shop? Dạ không chị, áo này chị thích ngắn, về chị tự lên like. Xanh nâu xe số 2, bông trắng xe số 2 cho chị Nguyễn Nhung. Em là em mặc trực tiếp cho các chị xem ha. Em là 1m58 nặng 50kg. Đây, người mặc bình thường nha. Người mẫu mặc bình thường luôn, em không phải bán qua hình ảnh. Nên là mấy chị nói mua về mặc không được, nếu mà chị mua shop em về mà chị mặc không được nữa thì thôi bỏ qua, coi như là chị mặc đồ bên shop em không được. Rồi. Còn em nói trước luôn là chị áo không có xẻ tà nha chị. Còn chị nào á mà 1m50, tại vì đồ em không bao giờ em cắt cho những chị 1m50, tại vì cái này là đồ quần dài nha. Nên là em chỉ cam bảo đảm cho cái chị nào 1m55 đến 1m62 thì ok. Còn chị nào thấp hơn thì từ về tự lên like. Còn chị nào cao hơn thì là chịu ngắn hơn tí xíu. Rồi đồng ý thì mình chốt, không đồng ý thì mình cứ xem cho vui ha chị ha. Rồi. Mã này là mã bông trắng chị Phan Uyên, bông trắng size số 2 em chốt cho chị Phan Uyên. Có rồi hả Quyên? Chị bấm rồi hả? Bông trắng size số 2, ở ngoài bông trắng giúp em nha cả nhà, kèm size giúp em. Bông trắng size số 4 em chốt cho chị Hương Nguyên. Bộ chị đang mặc em 48kg m55, mặc size số 1 nha chị Mỹ Nhân ơi. Chị lên chị chốt thì lên giúp em là xanh nâu 1 à. Em mặc cho cái chị xem trực tiếp mà, chứ em đâu có phải dơ dơ lên hoặc là gì đâu mấy chị. Nên là đồ là em bán rất là chân thật nha. Còn cái chị mua ở đâu cái chị mặc không được thì em không biết nha. Còn đồ em là em tư vấn rất là kỹ rồi đó. Đồ đẹp lắm em cảm ơn chị cô Úc Hậu Võ. 55kg cao 1m58 mặc size 2 chị Nguyên Nguyễn. 1m58 nặng 55kg mặc size 2 nha chứ. Rồi lên giúp em mã này nha các chị. Chốt em màu này màu xanh riêu. Chốt em màu này màu xanh riêu. Màu xanh riêu. Đồ này thì em may giống như mấy chị đi may đồ bộ dưới quê vậy đó. Hay giờ các chị phải đi may thì em may sẵn cho em bán cho mấy chị thôi. Rồi lên giúp em màu này là mã nhí hồng nha các chị. Nhí hồng. Chốt em nhí hồng. Có nhiều chị khen đồ nhà em còn đẹp hơn đi mai nữa đó. Còn mấy chị mua giờ mấy chị mặc không được em không biết nha mấy chị. Lên giúp giùm em mã này nha mấy chị. Lên giúp giùm em mã này, mã nhí hồng ạ. À. Nhí hồng 125.000 một bộ ạ. À.
chắc phải thun nha các chị ơi. Còn thun mà chính xác gọi nó là thun gì thì em không có biết, cái này lại nói thật nha. Nhưng mà thun thì mát đẹp, co giãn 4 chiều, không nhăn, không rút, không xù lông. Gì vậy Quyên? Lên giúp giùm em mã này là mã xanh đen nha cả nhà, chốt em là xanh đen. Xanh riêu xe số 6 em chốt cho chị Phượng Thúy, em đang mặc là mã xanh nâu. Nhí hồng xe số 2 cho chị Bảo Trân. Chị Bảo Trân ơi, chị khỏi lên 55kg nữa, chị lên giúp giùm em cái số 2 là được nha chị. Không có xẻ tà chị Hạnh Trần, bộ em đang mặc là không có xẻ tà hai bên, nó chỉ có chính giữa thôi. Rồi lên giúp giùm em mã này nha, mã này lên giúp em là màu mận chính các chị, lên giúp em mã mận chính. Cái màu này ở ngoài nó là màu mận chính, em thấy thường mấy chị hay gọi vậy, em gọi luôn. Lên giúp em màu mận chính. Rồi mã này lên giúp em mã nhí hồng, 125.000. Rất là đẹp luôn, quần ống hơi xung xung tí xíu nha, 1m65 70kg, mặc size số 5 nha chị, xung xung meo nha. Lên giúp em bộ em đang mặc là mã xanh nâu. Chị Phạm Hằng đừng có chốt bộ em đang mặc, các chị đừng chốt bộ em đang mặc ha. Lên giúp em giùm em là mã xanh nâu, đi lên mã đồ đi cho các bạn lấy đồ bạn biết, với cái bạn chốt đơn ngày mai bạn biết cái chị chốt cái gì để mấy bạn đọc lại mã đồ cho mấy chị. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã nhí hồng à. Chốt em nhí hồng, bộ em đang mặc là cổ bao lăn tông nha các chị, tay con rất là đẹp luôn. Rồi lên giúp giùm em nhí ở quên cái này là mã bông hồng. Bông hồng lên giúp em mã bông hồng, chứ không phải nhí hồng, nhí hồng nó trùng với cái bộ hồi nãy. Mã này mã bông hồng nha, cái bông nó bự hơn, cái nhí nó nhỏ hơn nha mấy chị. Nhí đen size số 4 cho chị Long Nguyệt, là hết nhí đen. Chị mặc đồ của Diệu khen y như mang, cảm ơn chế Phan Uyên. Xanh nâu size số 3 cho chị Phạm Hằng. Rồi em đang mặc là màu xanh nâu nha các chị, bộ này em có size cho các chị là từ size 1 đến size 6 nha. Size 1 là 52kg, mỗi một size thì nó sẽ cách nhau 5kg, các chị cứ cộng vô giùm em. Xanh nâu size số 3 cho chị Mỹ Hạnh. Bông hồng còn đủ size nha chế Mai Anh Phan ơi, bộ này chắc chế Mai Anh Phan mặc size 1 quá. Xanh đen size số 3 với xanh lá size số 3 hả, em không có xanh lá chị Nguyễn Hằng. Nãy giờ không có xanh lá, em có xanh đen với em có xanh riêu chứ, chứ không có xanh lá với xanh nâu. Chứ bình luận lại giúp em nha, bộ xanh nâu xe số 3 cái đó của chị Hành Mỹ hả em? Đúng rồi, nhí đen xe số 6 cho chị Bích Phương Trần Thị. Đơn của chị Bích Phương Trần Thị sao bữa giờ hơi bao không vậy chị Bích Phương Trần Thị? Đơn của chị Bích Phương Trần Thị quá chừng nót luôn rồi chị Bích Phương Trần Thị ơi, hai nít nít nào cũng bị nót hết đó. Bây giờ đơn của chị, một là chị cọc cạc giùm em, hai là chị chuyển khoản hết nha, thì em nhận đơn lại. Đơn của chế nít nào cũng bị nót hết trơn á, cái nít cũ cũng vậy nữa nè, toàn là gọi là đa phần là không bắt máy hoặc là thuê bao không à. Bông hồng xe số 1 em chốt cho chế Mai Anh Phan, xanh nâu xe số 4 cho chế Hương Nguyên, xanh nâu xe số 3 với xanh riêng xe số 3 em chốt cho chế Nguyễn Hằng. Ok chế Nguyễn Hằng, em cảm ơn chế Minh Thùy. Mùa hè rồi nên là em cũng nói chung là chủ yếu cho các chị mặc mát thôi ha, mặc mát nên là em may cái tay con như thế này, cái tay nó dệt các chị dễ mặc. Đợt này em không có ra tay dài. Lên giúp em mã này là mã bông hồng nha các chị, bông hồng. Màu hồng đi với màu vàng rất là đẹp luôn. Rồi chốt em mã bông hồng ạ. Chất vải co giãn 4 chiều giúp em nha các chị. Cái này là thun gì em không biết nữa các chị. Rồi chính xác thun gì cũng không biết nữa, nhưng mà các chị mặc thoải mái ha, nhẹ, mát, co giãn. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã bông hồng ạ. Chốt em bông hồng kèm size nha các chị, bông hồng 125.000 một bộ. Chốt em mã bông hồng. Size 1 là 52kg, size 2 là 53-57kg. Size 3 là cho các chị 58kg-62kg, size 4 là 63-67. Size 5 là 68kg-72kg và size số 6 là cho các chị 72-73kg nha, đến 77-78kg một giường. Chị Diệu Tường một bộ họa tiết đỏ size số 6 với bông hồng. Xe số 6 xả xanh nâu, xe số 6 của chị Diệu Tường ra đi. Ok chị Diệu Tường nha. Lên giúp em màu này màu mận chính đi các chị, cái màu này đẹp nè. Bông hồng. Họa tiết với bông hồng xe số 6.
họa tiết đỏ với bông hồng size số 6 xả xanh nâu. Đây màu này là màu mận chính nha các chị ơi. Đây cái họa tiết nó vậy nè, đẹp lắm. À màu này rất dễ mặc nè, màu này tuổi nào các chị mặc cũng ok nè. Lên giúp giùm em màu này màu mận chính nha các chị ơi. Lên giúp em mã mận chính nè. Chốt em màu mận chính nha các chị, màu mận chính. Màu mận xe số 3 chốt cho chế lon chung. Ok chế lon chung. Em chào chị Diễm Thúy Nguyễn. Rồi lên giúp giùm em nha các chị cả nhà ơi, màu mận. Màu mận giúp em ha. Lên giúp em mã mận, mận kèm size giúp em. Mận chính size số 2 em chốt cho chị Bảo Trân. Ok chế Bảo Trân. Rồi màu này lên giúp em màu xanh đen cả nhà. 125.000 một bộ, chốt thun giúp em. Màu này lên giúp em màu xanh đen. Mận chính size số 57kg chị cao bao nhiêu vậy chị Bích Ly Tú ơi? Cho em cái chiều cao đi chị. Em chào chị Hồng Diễm Hà. Rồi lên giúp em màu xanh đen nha các chị ơi. Xanh đen size số 3 em chốt cho chế Phạm Hằng. Một mét 58 gọn người thôi chị, em lấy cho chị size số 2 nha. Và cái form này nó cũng thoải mái, em lấy cho chị size 2 nha. Chất vải thun nó cũng coi giãn. Size 2 là 57kg chị cao, mét 58 gọn người, em lấy cho chị size 2 nha. Còn cô nào mà có tuổi hoặc là bụng to thì mình phải lấy lên size 3, còn không lấy size 2 thôi. Rồi lên giúp em màu xanh đen đi các chị, chốt em mã xanh đen. Xanh đen size số 6 em chốt cho chị Phượng Thúy. Dạ là xưởng hồ lô em còn á, chế Hoa Nguyễn. Em chốt cho chế Hoa Nguyễn 1 ký hồ lô. Màu mận size số 2, xanh đen size số 6. Hả? Mận 2 hết rồi hả? Rồi mận 2 em hết rồi. Chế Nguyễn Hằng ơi, em lấy cho chị xanh đen size số 6 nha. Chị Hồng Diễm Hà ơi, chị mặc kiểu này không? Chịu kiểu này không? Kiểu này đẹp nè chị. Kiểu này mặc dễ thương lắm. Em may kiểu cổ bao lăng tông à, tay con tí xíu, rất là đẹp luôn. Bông hồng size số 6 cho chế Hồng Nguyễn. Xanh đen size số 3 em chốt cho chế Hồng Diễm Hà. Tại bộ này chế mặt cái là lên là ta nói là nhức nhói luôn nha. Xanh đen size số 4 cho chế Da Hân Ông. Chế Da Hân Ông ơi, chế nhớ lên kèm cái size giúp giùm em nha, chế đẹp. Chế mặt size số 4 nha, chế nhớ kèm lên giúp giùm em. Chị Hạnh Mỹ mặt size số mấy chị Hạnh Mỹ ơi? Dạ ok chị Hoa Nguyễn, mai chế lên lấy. Chị Hạnh Mỹ ơi, chị mặc size số mấy ạ? Màu mận size 2 và xanh đen size 6 của chị Nguyễn Hằng hả? Chị Nguyễn Hằng là màu mận size 2 hết rồi, còn xanh đen size 6. Em gạt cái mận 2 đi. Vậy là xanh đen 6 hết. Xanh đen 6. Xanh đen size số 2 cho chế Nguyễn Hằng luôn. Ok chế. Chế Hạnh Mỹ ơi, chế Hạnh Mỹ mặc size số mấy? À size số 3. Ok. Nhớ kèm cái size giúp em nha chế đẹp, để bạn lấy hàng bạn nhìn vô cái mã đồ với cái size á, mấy bạn lấy cho chị cho nó dễ. Ok. Rồi chốt giúp giùm em màu xanh đen nha cả nhà, màu xanh đen. Đẹp quá đẹp. $125.000 nè các chị. Bằng tiền công các chị đi mai một bộ đồ. Em mai sẵn cho mấy chế luôn. Ê bộ nhí hồng đẹp lắm luôn nha. Lên giúp em mã nhí hồng nha các chị, nhí hồng. Nhí hồng kèm size giúp em. Hồi nãy là bông hồng là cái bông nó bự hơn nha mấy chị. Còn cái này là nhí hồng giúp em. Xanh đen 4 của chị Da Hân Ông. Ừ đúng rồi chị Da Hân Ông xanh 4. Rồi lên giúp em nhí hồng đi cả nhà. Mỹ. Chị Hồng Mỹ size 3. Chớ em nhí hồng đi các chị, nhí hồng. Về mà chị nào mà hơi thấp người tí xíu mà các chị muốn, ví dụ chị nào 1m50 á, các chị lên like, các chị cứ lên bình thường nha, nó không có biết bị móc form đồ đâu nha cả nhà. Rồi lên giúp giùm em mã này nha các chị. Chớ em mã này là mã nhí hồng. Size 1 là 52kg nha. Size 2 là cho các chị đẹp nhà em 53-57kg. Size 4 là cho các chị đẹp nhà em 58-62kg. Size số 4 là 63-67kg. Size 5 là 68kg đến 72kg. Nguyễn Hằng là cô kỹ. Ủa vậy hả? Hỏi Nhí hồng size số 2 cho chị Bích Ly Tú. Ok chứ.
Dạ 125.000 một bộ nha chị Đỗ Thế ơi. Đẹp lắm luôn cái bộ nhí hồng này nha cả nhà. Em đứng gần cho cái chị xem cái bông nè. Cái bông nó đẹp lắm. Rồi lên giúp em mã nhí hồng nha cả nhà ơi, nhí hồng. Quần này là quần ống hơi suông suông tí xíu nha các chị. Rồi chốt em nhí hồng ạ. Size số 6 là cho các chị đẹp nhà em tầm khoảng 73kg ha, đến 77-78kg mặt vừa. 125.000 một bộ. Bộ này em gọi nó là bộ cổ bao lăn tăm tay con nha cả nhà. Tay ngắn cũng được. Tay ngắn đi. Tại vì em thường em ra là bao lăn tăm đó, giờ em ra cho tay dài cho mấy chị cơ mà. Nhí hồng số 3 cho chế Tuân Nguyễn. Quyên em xuống em lấy giùm chị cái máy điện thoại Samsung chị hết pin. Chốt em mã này mã xanh riêu cả nhà. Chốt em màu xanh riêu. Chị Hiền ông thì chị gọn người không? Nếu như mà chị gọn người thì chị mặc size số 2 thôi chị. Còn nếu mà tròn người có bụng nhiều quá thì mình hãy lên size 3, còn không thì chốt size 2 giúp em gọn người lấy size 2 thôi. Nhí hồng size số 6 em chốt cho chế Hồng Nguyễn. Thì 57-58kg thì nghĩ lại là chị cao tới mấy 6 á, nên là có thể là chị lấy xe ra gọn người thì lấy xe số 3 thôi, đủ xe số 2 thôi. Nhí hồng xe xa. Nhí hồng xe 5 cho chế Liên Kim, chị Gió Linh. Xe 5 luôn chị Gió Linh. Xe 5 luôn, còn nếu và size 5 luôn nha chế ơi. Tại vì á là bình thường là cái form của nó cũng không có xê xích nhau bao nhiêu hết á. Còn không chị cho em lại cân nặng chiều cao đi, em tư vấn lại cho. Xanh riêu chị Hồng Diễm Hà. Chị Hồng Diễm Hà xanh riêu, hồi nãy chị Hồng Diễm Hà là size 3. Ok, size 3 cho chế Hồng Diễm Hà. Xanh riêu size 3 cho chế Hạnh Mỹ. Xanh đen size số 4 em còn nha chị Đỗ Thế ơi. Xanh đen 4 em còn chị, xanh riêng 6 em chốt cho chế Nguyễn Hằng luôn. Chế Hồng Diễm Hằng là xe 3. Em đang mặc là xanh riêu cả nhà ơi, xanh riêu. Xanh đen size số 4 cho chị Đỗ Thế. Đẹp chị Hồng Diễm Hà ơi, mấy bộ này đẹp lắm. Kim cả chị. Rồi lên giúp em màu xanh riêu nha các chị, chớ em xanh riêu ạ. Rồi chốt em mã này mã bông trắng. 125.000 một 1m53 65kg hả? Không có nay bụng. Hay là có chứ? Chứ Gió Linh là không có nay bụng hay là có nay bụng à? Chứ Gió Linh thì hay mặc xe 5 mà. Chứ Gió Linh thì hay mặc xe 5 mà. Nếu như mà chị có bụng nhiều thì chị lấy mẫu này size số 5, còn nếu như mà chị không bụng chị gọn á thì chị lấy size số 4 nha chị ơi. Chị thích mặc ôm thì chị lấy size số 4. Còn không thì chị nguyên cái size số 5 giùm em. Bình thường chị mặc bên em size 5 là chị mặc vừa luôn hay là chị mặc hơi rộng? Nếu mà size 5 bên em chị mặc vừa luôn mấy mẫu khác thì mẫu này lấy size 5 chị nha. Cái mã bông trắng này đẹp mấy chị. Bông trắng size số 3 cho chế Hồng Diễm Hà. Xanh đen với xanh riêu size số 5 cho chị Lon Thái. Chị Lon Thái cho em chiều cao chị Lon Thái. 72kg chứ cao như vậy. Lên với em mã bông trắng, đẹp quá đẹp luôn à. Chế Long Thái cho em cái chiều cao với chế Long Thái.
72kg. Cái mẫu này chế đang ở giữa size 5 và size 6 đó. Cho em thêm cái chiều cao với cái tạ người của chị nha. Để em lấy xong. Bông trắng size 5 cho chế gió Linh. Chớ em mã bông trắng nha mấy chị. Không, cái này không phải thun lỗ nha chị ơi. Cái này là thun gì á, nó giống như tự như thun cát ý. Được rồi, em lên cho mấy chị vậy đó. Rồi lên giúp em mã này, mã bông trắng cả nhà, xanh riêu với bông xanh riêu 2, bông trắng 3 cho chế Nguyễn Hằng. Thun cát ý được rồi mà mấy chị khen quá trời khen đó. Thật sự là cái này kêu chính xác mà thun gì em không biết. Cái này em nói thật nha. Rồi bông trắng 3 em hết. Nhưng mà chóp vải thì ok nha mấy chị. Co giãn 4 chiều và cái chị mặc nhẹ mát là ok. Chớ em bông trắng nha. Mét 6, 72kg. Vậy chị gọn người thôi chị ơi. Em lấy chị size 5 thôi nha. Cô Út họ vỏ hồi nãy là size mấy ta? Size 3. Rồi ok, cô Út họ vỏ bông trắng size số 3 cho cô Út họ vỏ. Rồi bông trắng size 3 hết rồi cô Út họ vỏ ơi. Cái gì mà la dữ vậy? Bông trắng size 3 em hết rồi chị, cô Út họ vỏ. Mình lấy qua cái khác giùm em nha chứ. Chị gọn người không? Chị gọn người thôi, nếu gọn người thì em lấy cho chị size 2. Hai cũng hết luôn rồi. Hai hết luôn hả? Hai à. Em cũng hết bông trắng luôn rồi chứ. 4 với 5 à. Xanh riêu size số 5 cho chị Gió Linh. Em đang ghi của chị Gió Linh hay gì? Không, của chị Loan Thái. Rồi, xanh riêu 5 em chốt cho chị Gió Linh. Bông trắng size số 1 em chốt cho chị Huỳnh Thị Chính. Bông trắng 6 còn không Nguyên? Bông trắng 6 còn. Bông trắng 6 cho chế Hồng Nguyễn. Chị cứ dặn mấy bạn chốt đơn như chị Nhung Nguyễn ơi. Bông trắng 6 còn bộ nào nữa thôi em? Còn rồi. Rồi bông trắng 6 cho chế Phượng Thúy nữa là em hết bông trắng 6. Lên giúp em mã bông trắng nha các chị, mã bông trắng. Xanh riêu size số 3 em chốt cho chế Vỏ Hoa. Size 3 là size cho các chị đẹp nhà em là 57kg đến 61-62kg nha các chị ơi, tùy chiều cao nha. Chị Vỏ Hoa là khách mới ha, hai khách cũ chứ ơi, chế khách cũ đúng không? Ok. Rồi. Quần này là quần ống su nha, chị chọn su, nó không phải là quần ống le, cũng không phải là quần ống nhỏ. Quần ống nó hơi su su xuống đó chị. Đây với em mã này là mã họa tiết đỏ đi cái chị, họa tiết đỏ. Rất là đẹp luôn. Em mặc cái quần này cái chị nhìn các chị không có thấy được hết cái form hả chứ chị, em thấy em đứng xa là em thấy hết cái form cho mấy chị luôn mà. Quần này là quần ống dạng suông suông nha, không phải ống nhỏ, cũng không phải ống len nha, chị không phải ống ôm luôn nha. Rồi lên giúp em cái này là họa tiết đỏ nha các chị. Nói chung là phơm quần này là rất là dễ mà. Riêu 5 hết nha chị. Rồi lên giúp em mã này các chị ơi, lên giúp em họa tiết đỏ đi các chị, rất là đẹp luôn. Mấy cái bộ này mặc đẹp quá à. Cái bộ cái họa tiết này nè thì em có 3 màu, em có màu xanh đen, màu xanh riêu với cái này là họa tiết đỏ. Họa tiết đỏ size 3 cho chị Vỏ Hoa, bông trắng size số 4. Cho chị Mai Phạm. Rồi lên giúp em cái này là họa tiết đỏ nha cả nhà, rất là đẹp luôn ạ. Họa tiết đỏ này cái form nó ôm hơn nè mấy chị. Họa tiết đỏ size số 5 em chốt cho chế Gió Linh. Rồi lên giúp em họa tiết đỏ nha. Đẹp quá. Họa tiết đỏ size số 2 em chốt cho chế Monly. Hello chế Monly. Chốt em họa tiết đỏ cả nhà. Rồi nhí đen. Họa tiết đỏ. Họa tiết đỏ chị Hiền Ông Thị. Chị Hiền Ông Thị là điện thoại chốt đồ khách nói chốt rồi. Hỏi tới rồi tắt máy điện lại, xin địa chỉ không bắt máy điện hai lần. Đúng rồi. Đơn này hồi nào vậy? Lâu chưa? Mới đây à. Chị thấy không có ghi ngày vậy? Mới đây à, hình như là trong tháng 4 á, chị nói là chị chốt ở trên live rồi, chốt bữa đó là chị chốt buổi tối, sáng lại là gọi. Chị nói là hồi tối chốt trên live rồi. Là có người gọi chốt luôn thì chốt trên live thôi nhưng mà mà bên em gọi điện xác nhận đơn lại mà chị Hiền Ông Thị.
chứ chốt ở trên live rồi thì em chỉ thì em live trực tiếp thì em chốt cho mấy chị thôi, nhưng mà bên em là có mấy bạn sáng hôm sau mấy bạn gọi, mấy bạn xác nhận đơn lại với lại mấy bạn xin lại địa chỉ, sao chị không cho gọi lại hai lần luôn, chị không có bắt chứ đâu phải là lừa gạt gì đâu. Cái chuyện mà ví dụ như cái chị đã chốt ở trên live rồi thì hôm sau có người gọi cho cái chị xác nhận đơn lại một lần nữa thì cái chuyện đó là bình thường thôi, mà mấy chị rồi xin địa chỉ. Chị Hiền Ân thì mặc size số mấy chị ơi, cho em cái cân nặng và cái chiều cao đi chị, em không có biết size của mình ha. Đơn này sáng bên em gọi điện xác nhận đơn lại nha mấy chị. Chị Nguyễn Trang ơi, em không có cái mã tím, em không có cái mã đỏ cũng như chị nói nha. Ở trong cái like này chị lên, vui lòng lên đúng giùm em cái từ khóa em đặt nha chị. Lên giúp em mã này là mã nhí đen đi cả nhà, 125.000 một bộ chị Nguyễn Tiền. Bộ cổ bao lăng tông tay con tay ngắn nha. Rồi lên giúp em bộ này là bộ nhí đen đi cả nhà, rất là đẹp luôn. Cái bông của nền là nền màu xanh lên cái bông màu đen rất là đẹp, nhí đen. Xanh đen size số 1 với bông trắng size số 1 em chốt cho chị dán tiền. Ok chị dán tiền. Size 1 là 52kg trở lại cái chị. Size số 2 là cho các chị đẹp nhà em 53-57kg thì chị cao á. Nhí đen size số 3 em chốt cho chị Hồng Diễm Hà. Nhí đen 3 em chốt cho chết tuôn Nguyễn. Size số 3 mình còn được mấy bộ size 3 vậy? Ô, nhí đen vậy chị? Nhí đen size 3 có 1 bộ, 2 bộ. Còn... Rồi em hết nhí đen 3 rồi chị Nguyễn Hằng. Nhí đen em lấy cho chị Nguyễn Hằng xe số 4 nha. Ở bên đó là 2, 3, 2, 3 rồi 4, 5 này. 6 là 4 còn không? 4 nhí đen còn không? Nhí đen hồng. Rồi nhí đen 4 hết luôn rồi chị Nguyễn Hằng ơi. Là chị Nguyễn Hằng không có nhí đen 3, cũng không có nhí đen 4 luôn ha. Nhí đen xe số 5 em chốt cho chị Gió Linh. Nhí đen 3 em hết rồi chị Ánh Hảo Lan. Nhí đen xe số 6 cho chị Nguyễn Thị Thanh Tâm. Rồi nhí đen hiện tại là em còn được 1, 2, 5, 6 cả nhà. 3 với 4 em hết nha. Nhí đen size số 6 cho chị Nguyễn Trang là em hết nhí đen 6. Bộ 95.000 là cái bộ mango. Nếu như mà hàng mango mà nó may nó có bị lẹm vô á thì các chị có thể là các chị trước khi mà nhận hàng thì các chị kiểm tra giùm em. Tại vì mango là hay mai bị lẹm ở sát cái đường pin nha. Nên là ví dụ như các chị có thể là nếu như mà mình đã giặt rồi mà nó có rách thì các chị có thể là mai lại giúp giùm em nha. Nếu mà nó sát cái đường mai là do là nó hay bị lẹm vậy đó. Nên là khi mà các chị nhận hàng mango thì các chị đẹp nhà em vui lòng á là các chị kiểm tra giùm em nha. Cái đó là cái lỗi mango thường hay gặp mà tụi em thường thì tụi em không có kiểm tra được hết. Mấy chị mà về mấy chị kiểm tra liền giúp giùm em đi, mình coi như thế nào nhé mấy chị, rồi có gì thì rồi gửi lại cho em đổi. Còn ví dụ như nó ngay cái đường may thì cái chị khó, cái chị may sâu vô tí xíu giùm em mình may lại. Mango là cái nào nó cũng bị hết á mấy chị, mango là lô nào cũng bị chứ, 10 lô như 10. 10 lô như 1 chứ lộn. Dĩ đen xe số 5 chứ không phải là em bán hàng dởm cho mấy chị đâu, cái hàng đó không phải là hàng dởm đâu nha mấy chị. Hàng mango em bán giải, cái chị nhìn vải là cái chị biết rồi. Còn cái đó là cái lỗi kỹ thuật khi mà mình may mình không có kiểm soát được. Cho chị một bộ em đang mặc. Chị Nguyễn Vân ơi đừng chốt bộ em đang mặc, em không biết ở bên màn hình của cái chị đang thấy em mặc bộ gì nha. Nên là chị vui lòng chị lên giúp em cái mã đồ. Đồ em đang mặc là mã nhí đen, chị lấy thì chị lên nhí đen kèm theo size giùm em. Có số điện thoại rồi không cần phải cho số điện thoại lại chị nha. Lên giúp giùm em mã đồ kèm size. Chị mua mấy bộ giặt máy vô tư luôn. Dạ đúng rồi chị Liên Hoàng. Nói chung là hàng mango là nó sẽ bị nha mấy chị. Nó sẽ nó trong một lô mango mà thường em về cho cái chị trong một lô khi mà em bán á, là nó bị lủng lỗ nhỏ nhỏ như nè. Nó có nha, là ít nhất nó cũng phải bị 10 bộ ở trong đó. Nhưng mà thật sự là tụi em không có kiểm tra hết, không có bung ra là mấy trăm bộ mà tụi em kiểm tra hết. Nên là ví dụ như lỡ mặt nó có nó bị lẹm chỗ đường may nhỏ nhỏ tí xíu thì cái chị may lại giùm em. Còn cái nào mà nó rất nặng quá thì thôi gửi lại cho em đổi nha, không có gì hết.
Còn mango là ok đó, mango là mấy chị giặt máy thổi thoải mái luôn ha, không nhăn không rút gì hết. Rồi nhí đen giúp em nha cả nhà, nhí đen kèm size không có size XL chị Nguyễn Vân. Chị đậu rồng mặc size số mấy chị ơi? Họa tiết đỏ size số 6 toàn hôi. Em hết rồi chị Nguyễn Trang ơi, size số 6 em hết họa tiết đỏ rồi. Số 6 hiện tại còn mận vàng, miếng hồng với lại một bộ xanh nâu. Rồi cái này lên với em mã vàng nè. Size số 6 hiện tại là em còn được mã vàng, mã mận, màu mận với lại bộ xanh nâu đầu lai em mặc với bộ nhí hồng chị. Rồi bộ vàng này rất là đẹp nè cả nhà. Em không có đầu sẫm, chị khoai tây 70kg size số 5. 70kg mà chị mặc size số 4 vừa hả? Đơn của chị đậu rồng là họ xém có giao được mà. Lý do sao chị hẹn là tới trưa mai chị mới nhận. Chiều hẹn bưu tá chiều 6 giờ nhưng mà anh bưu tá nói 6 giờ giao không được chị đó. 70kg nhưng mà chị chốt size số 4 thôi đúng không? Chị là size số 4 chị mặc vừa đúng không? Tại vì chị chưa có mua bên em lần nào hết á. Vàng size số 4 em chốt cho chị Đỗ Thế. Họa tiết đỏ. Ủa? Nhí đen size số 3 em hết, size số 3 em hết là chị Nguyễn Vân ơi. Nhí đen hiện tại em chỉ còn được 1, 2, 5 thôi chị. Size 1, size 2 và size 5 ha. Cái bộ hồi trưa em like cho mấy chị là em nói trên like rồi đó, là cái bộ đó là do là chị Tư em chỉ gửi lộn cho khách sĩ của chị nên là em bị hụt cái lô đó. Và em may lại cho cái chị cái lô mới, và cái lô đó thì nó chỉ có size số 1 thôi, nó không có size khác. Nên chị ơi là cái cổ sẫm đó. Vàng 5 em chốt cho chế gió Linh. Chị thích mặc ôm đúng không? Rồi ok. Nhưng mà nhí đen em hết size số 4 rồi chị ơi. Nhí đen em chỉ còn được 1, 2 năm thôi nha, không có hết size 4 rồi. Rồi lên giúp giùm em nha cả nhà ơi, chốt em mã này mã vàng quá đẹp luôn cái chị, bộ vàng này. Lên giúp em mã vàng. Vàng một bộ chỉ có 2 bộ thôi nha mấy chị. Vàng này mỗi một size em chỉ có 2 bộ thôi nên là cái chị tranh thủ chốt cả nhà ơi, rất là đẹp. Vàng 6 em chốt cho chị Liên Kim. Vàng 5 ở quên, nhí đen size số 5 cho chị Đậu Rồng. Vàng 3 cho chế Kim Nguyễn. Bông trắng size số 4 còn không em? Bông trắng size số 4 em hết rồi chị Hằng Nguyễn ơi. 125.000 một bộ chị Diệu Lê ơi. Vàng 1 em chốt cho chế Linh Mẫn. Hỏi chị Hằng còn bông trắng còn bộ size 5 á. Lấy là hết luôn. Bông trắng hiện tại bây giờ em còn được một bộ size 1 với một bộ size 5. Ừ. Ủa cái thằng đó là bông trắng hả chị? Ừ, size 5. Ủa? Đúng rồi. Rồi em coi bộ đây cho xem mấy. Size 5 luôn. Rồi cho nó dồn lại cục đi. Để nó bị lộn sao cái miếng lẻ này vậy? Cột đó. Cột nè. Vàng 5 đậu rồng. Ủa? Đậu rồng là gì chị? Vàng 5 em chốt cho chị đậu rồng dồn đơn luôn. Nhí đen size số 5. Chị đậu rồng là nhí đen size số 5 với vàng 5, hai bộ. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha cả nhà. Chốt em mã này là mã vàng nha, rất là đẹp luôn. Rồi bông trắng hiện tại bây giờ là em chỉ còn được có size 1 với size 5 thôi cả nhà. Bông trắng, chốt em mã bông trắng nha, rất là đẹp luôn. Bông trắng em còn được size 1 với size 5, chốt giúp em mã bông trắng. Rồi xanh rêu. Chốt em mã xanh rêu. Mấy cái bộ này mặc đẹp lắm nè. Mấy cái bộ này lên cái kiểu bông lăn tông này đẹp lắm đó chị. Mấy cái họa tiết này nè. Lên với em mã xanh rêu nha. Xanh rêu. Ấm rộng quần dài chị coi lại like dùm em đi chị. Cái like đó em like hồi trưa với tối hôm qua rồi đó. Mình có thể coi lại dùm em ha. Bông trắng size số 5 em chốt cho chị Thanh Mai Phan Thị. Mình coi lại like, mình đặt hàng cho nó nhanh nha. Mình đặt hàng ví dụ chị đặt cái mẫu gì đó. Rồi size số mấy á thì em sẽ lên cho mình luôn cho nó, em lấy luôn cho nó nhanh. Giờ đợi em lên lâu lắm tại vì hàng mới em sẽ ưu tiên hàng mới em like trước.
một bộ 125.000 chị Thanh Vân. Xanh riêu size số 6 em hết rồi chị Nguyễn Trang. Size số 6 bây giờ em còn được nhí hồng, em còn được xanh nâu, em còn được mã vàng em đang mặc. Với lại là màu mận rất là đẹp nha các chị. Những hà vụ rồi. Đẹp chứ ơi. Hàng đẹp. Lên giúp em mã này là mã nhí hồng nha các chị, nhí hồng size số 4 cho chị Hằng Nguyễn. Rồi là hết nhí hồng. Là em hết nhí hồng 4. Trời, lên giúp giùm em màu này nha cả nhà. Đẹp thiệt chị Hồng Diễm Hà. Mấy cái bộ này nè, mấy cái bộ họa tiết này lên bao lăng tông đẹp. Lên cái kiểu rất đẹp và cái form nó cũng gọn nữa. Lên giúp em cái này là xanh đen nha cả nhà. Chốt vải thun nha chị ơi, còn thun chính xác là thun gì thì em không biết. Chốt thun này thì co giãn 4 chiều, không nhăn không rút nha. Với lại là cái chị mặc thì nó nhẹ và nó mát. Nói chung là với cái thời tiết mùa hè của mình ở đây thì mặc rất là ok. Lên giúp em mã này mã xanh đen cả nhà. Chốt em xanh đen rất là đẹp luôn nè. Xanh đen. Chị Phương Nga ơi, đơn hàng của chị bên em đã gọi chốt đơn cho chị rồi thì chị chờ giùm em nha. Nếu bên em đã gọi xác nhận đơn cho chị rồi thì cái đơn đó là đã chốt thành công, thì chị chờ khi nào tới thì bưu tá họ sẽ liên hệ để họ giao cho mình. Xanh đen size số 6. Các chị ơi, em nhắc lại chị nào size số 6 lưu ý giùm em nè. Size số 6 là em nhắc lại một lần nữa nha, em còn được 4 họa tiết. Một là mã nhí hồng, hai là mã vàng em đang mặc, ba là màu mận và bốn là màu xanh nâu. Và ngoài bốn cái họa tiết đó là không còn bộ nào nữa, nên các chị đừng chốt nữa nha. Không có. Vô hết bốn bộ rồi, chị Hồng Diễm à. Lên giúp em màu này màu xanh đen nha cả nhà, chốt em màu xanh đen. Rồi cái này lên giúp giùm em là họa tiết đỏ. Chốt em họa tiết đỏ nha cả nhà. Đó là cái họa tiết này là em được 3 màu này, một cái xanh riêu, một cái xanh đen với một cái họa tiết đỏ. Cái bộ này là cái chị lên rất là đẹp. Rồi nhí đen thì hiện tại em còn được size số 1 với size số 2 với lại là size số 1, 2, 5. 5 còn hả em? 1, 2, 5 lên giúp giùm em là mã nhí đen nha cả nhà. Xanh đen size số 3 em chốt cho chị Hạnh Trần. Chốt em cái này là nhí đen. Nhí đen hiện tại em còn được size 1 với size 5 không à. Size 1 là 52kg trở lại mặt dừa. Size số 5 là cho các chị đẹp nhà em 68kg đến 72kg mặt. Lên giúp em bộ này. Nhí đen. Nhí đen size số 5 cho chị Nguyễn Mai. Rồi đây nè, đây là màu mận nè. Cái màu này rất là đẹp nè các chị. Nhí hồng size số 6 em chốt cho chế Thanh Mai Phan Thị. Để chị chốt một bộ size 5 nè. Chị chốt xe 6 nè, chúng ta chỉ chốt xe này, mình chốt xe đó. Chị chốt kia hết, hay là sao chị đâu có nhí hồng xe 5 nãy chị chốt rồi kìa. Chị chốt 2 bộ đúng không chị Thanh Mai Phan Thị ơi, 2 size chứ. Một bộ nhí hồng 5 với một bộ nhí hồng 6, còn bộ bông trắng là chị lấy xe số 5, đúng không chị? Đúng thì ok giúp em, hoặc là chị xả cái nào thì nói em nha. Dạ không nha chị Oanh Nguyễn ơi. Họa tiết vàng đang mặc size số 2 cho chị Bảo Ngọc Nguyễn. Ok chị Bảo Ngọc Nguyễn. Rồi, lên giúp em màu này màu mận nha các chị, rất là đẹp luôn, màu mận chín. Hôm nay không có lên bà ba chứ. Lên giúp em màu này màu mận chín nha các chị, màu mận chín. Nãy không nghe chốt nhí hồng 5 hả? Đâu em có đọc tên chị mà. Rồi bây giờ chị có lấy nhí hồng 6 không? Hay là chị xả ra bộ nào để em biết em xả ra. Lên giúp em bộ này nha các chị đẹp nhà. Em chốt em bộ này là bộ màu mận chín nha, màu mận chín rất là đẹp luôn. Chốt em bộ này là bộ bông hồng. Lên giúp em bộ bông hồng. Rồi xả bộ size số 6 ra đi em. Chốt em bộ bông hồng, lên giúp em bộ bông hồng. Chốt em bộ này là bộ bông hồng nha các chị, bông hồng. Em đang mặc là vàng ha. Bộ xanh nâu này quá trời đẹp luôn nè các chị không lấy. Màu mận size số 3 cho chế Quỳnh Lan. Nhí đen với nhí hồng size số 5 em chốt cho chị Diệu Lê. Bông hồng nhí đen hết rồi. Bông hồng size số 5 cho chị Nguyễn Mai. Còn nhí hồng thôi, chị Diệu Lê chưa có số điện thoại luôn. Ủa sao nãy em nói chị nhí đen còn size 5? Nhí đen chị nói chốt cho chị gì đây nè. Cái gì? Nói chốt cho chị gì. Chị Nguyễn
mai với xe 5 á, chốt khắc thị 7:30, 7:29 đó. Nó chốt bộ cho chị Nguyễn Mai đó với chị Bảo Ngọc Nguyễn mã vàng xe 2 đó, nhớ chưa? Nhí đen xe số 1 cho chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh. Vậy là nhí đen em hết rồi chị Diệu Lê ơi. Nhí đen em hết size 5 rồi, chị được một bộ nhí hồng thôi nha. Chị lên giúp giùm em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại chị khách mới. Xanh nâu size số 3 em chốt cho chế Hạnh Trần. Là em hết xanh nâu 3. 125.000 một bộ. Bộ em đang mặc là giả thun, chị Quang Nguyễn Xuân. Đây là bộ xanh nâu, rất là đẹp luôn. Xanh nâu hiện tại bây giờ em còn 1, 2, 4, 5, 6 hết 3 nha cả nhà. 1, 2, 4, 5, 6 cho mã xanh nâu. Chị Gió Linh hình như là được 3 bộ hay gì đó chị. 70kg mặc size 5 nha chị Nguyễn Trang. 70kg cao 1m55 trở lên là mặc size số 5 nha chị. Còn nha chị Mimi ơi, bộ 115.000 á đúng không chị? Bộ 8 tóc á đúng không? 115 còn ha. Xanh nâu xe số 5 cho chị Diệu Lê. Chị Diệu Lê khách mới, lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em chị ơi. Rồi chốt em bộ này nha cả nhà, lên giúp em mã này là mã xanh nâu à. Bộ xanh nâu này rất là đẹp nè cả nhà. Em đang mặc là mã vàng. Mã vàng em cũng còn được có mấy bộ nữa em hết. Em có cái bộ màu 89 tóc đó các chị. Có nha, bộ màu tay cánh tiên 89 tóc em có chị. Các chị chờ em tí xíu đi em lên nha. Xanh nâu xe số 6 cho cô Mai. 1m62, 60kg thì size 3 chị Quang Nguyễn Xuân. Rồi lên giúp em màu này nha các chị. Chốt em màu xanh nâu à. Em dơ lại cho các chị một lần nữa nha, cho mình chịu vào sau các chị coi nè. Chốt em mã xanh nâu nha các chị. Xanh nâu em đang mặc là màu vàng nha. Vàng em cũng còn được có một vài bộ rồi các chị. Vàng hiện tại em chỉ còn được có size 1, size 3 2 hết rồi đúng không Quyên? Dạ, cái gì chị? Vàng, vàng chị đang mặc là 2 hết. Đúng rồi, còn 3. Còn 1, 3, 5, 1, 3, 4, 5, 6 các chị. Mà mỗi size còn được có một bộ à. Màu vàng em đang mặc rất là đẹp. Ok, tí xíu em lên chị Mimi nha. Không, ton em không có ra hàng nữa chị. Em đã giả từ cái vải tôm rồi, em không có bán nữa. Bây giờ là em chỉ chuyển qua em bán mango toàn bộ ha. 1m65kg size 4 chị Diệu Lê ha. Đây chị chốt size 5. Nãy giờ là chị chốt size 5 không là chị mặc rộng đó. Chị muốn chị lớn tuổi, chị có bụng nhiều, chị muốn chốt lên size 5 thì chị chốt ha. Còn cân nặng chiều cao của chị là em tư vấn size 4 nha chị. Rồi chốt giúp giùm em mã này. Thường em hay nhắc cái chị đẹp nhà em á là mình muốn mua hàng cái chị cứ lên cân nặng chiều cao giúp giùm em trước để em tư vấn. Tại vì mỗi một shop và mỗi một shop và một xưởng á thì sẽ có cái size khác nhau. Và hàng này là hàng em may của xưởng em, là theo cái form cái gặp bên em tự lên nó khác nha. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cái chị. Chốt em mã này là mã bông hồng nha. Chốt em bông hồng. Rồi bây giờ chị muốn giữ nguyên cái size số 5 hay là chị muốn đổi xuống size số 4 chị Diệu Lê? Rồi xanh nâu em còn được size số 1, size số 2, số 4, số 5 chị. Hiện tại là còn 1, 2, 4, 5. Chốt em màu này nha các chị. Lên giúp em màu này là màu mận chính. Cái màu mận chính này rất là đẹp nè. Màu mận chính này em chỉ còn được có size số 1. 2 hết luôn hả Quy? Dạ 2, em còn 3, được 1 3, với lại là 4, 5, 6 thôi. 1, 4, 5, 6 lên giúp em màu mận chính. Rồi chị Diệu Lê xả mấy cái bộ size 5 ra đi em. Tỏi là size số 4. Nhí hồng 4 hết. Rồi xanh nâu thì còn. Nhí hồng size số 4 là em hết nha chị. Xanh nâu thì em còn nha. Chị muốn đổi qua bộ bông hồng thì em đổi. Mấy chị khách mới vui lòng cho em cân nặng chiều cao giúp em trước đi mấy chị. Khi mà các chị chọn size nha. 1m55 70kg là mặc size số 5. Chị trốn nha. Khoan, chị Hồng Diễm Hà ơi, còn bộ 8 tóc, 9 tóc nữa. 3 chấm tiền. Size 5, xanh đen em chốt cho chị Nguyễn Trang. Mận chính size số 4 cho chị Đỗ Thế. Chị Ngọc Hà ơi, nếu như mà chị đọc đúng mã đồ với lại là đúng cái mẫu đồ với có size là bên em sẽ lấy được cho chị nha chị. Mẫu này em gọi là mẫu bao lăn tông tay ngắn nha. Nếu mà ngày mai chị có mua thì chị cứ đọc là mẫu bao lăn tông tay ngắn rồi mã đồ kèm theo size, còn thì mấy bạn nhà em lấy cho. Rồi chốt giúp giùm em nha cả nhà, lên giúp em màu này nha. Chốt em mã này là màu mận chính. Chốt em màu mận chính.
ton em không có hàng nữa chị Nguyễn Nga ơi, ton em đã hết rồi nha chị ơi. Bây giờ là tất cả đồ mặt nhà là em chuyển qua sang em bán mang gồ hết cho mấy chị nha. Nhí đen em còn được size 1, size 2 cả nhà. Nhí đen hiện tại em còn được size 1 là 52kg và size 2 là cho cái chị 53-57kg. Lên cho em bộ này nha, 125.000 một bộ. Chốt em mã nhí đen nha các chị ơi, nhí đen bộ này rất là đẹp luôn nè. Nhí đen em còn được size số 1, 52kg và size 2 là cho các chị đẹp nha. Em còn khoảng 57-58kg. Chị ơi, mà bao lăng tông đợt này em da tay con chứ em không có da tay dài. Rồi chị Diệu Lê ơi, vậy là em đổi được cho chị có một bộ màu xanh nâu thôi nha. Còn cái bộ nhí hồng là em hết size số 4 rồi nha chị. Chị có thể đổi qua bộ khác giùm em. Xanh nâu chị có không em? Em không có nhớ chị Thanh Mai Phan Thị ơi. Em đọc mấy chị để ý, mấy chị nghe giùm em đi mấy chị. Với lại là xanh nâu là size số mấy chị phải cho em chứ giờ chị hỏi em không có nhớ là có hay không nhé. Em đọc tại vì em vừa đọc em vừa tư vấn em trả lời liên tục hết trơn á mấy chị. Với lại là hệ thống em không có cài để mà coi lại cái bình luận của mấy ổ huynh, coi lại là đồ cái chị đặt cái gì thành công. Tại vì thường á là em sẽ bấm bill, còn chị muốn biết có hay không thì ngày mai mấy bạn nhà em sẽ đọc cho chị à, chứ giờ không có nhớ. Vàng 6 chị Phượng Thí có rồi. Em chào chị Nguyễn Bạch ạ. 125.000 một bộ, lên giúp em bộ này là bộ họa tiết đỏ, rất là đẹp luôn các chị. Bộ em đang mặc là mã vàng nha các chị, mã vàng. Vàng hiện tại là em còn chỉ có được size 1, size 3. 1, 3, 4, 5 hay 6, hiện tại còn có 2 bộ. Bộ đang cầm trên tay là mã vàng, chị chốt thì chị lên giúp giùm em là vàng 4 thì chị Diệu lên. Ủa lên cái này họa tiết đỏ chứ. Bộ em đang này là họa tiết đỏ. Các chị lên mã đồ giùm em đi các chị, đừng có diễn tả nha. Chốt em họa tiết đỏ cả nhà ơi. Mấy cái họa tiết này lên bao lăng tông đẹp lắm mấy chị. Nhìn cái kiểu rất là đẹp nha. Họa tiết đỏ size số 1 em chốt cho cái này anh Phan. Rồi lên giúp em họa tiết đỏ. Cái này là mã xanh đen giúp em. Rất là đẹp luôn. Xanh đen. Này em có 3 màu ha, xanh đen, rồi em có xanh rêu. Rồi các chị thích màu nào thì các chị chốt màu đó, nó cùng một họa tiết nhưng mà nó khác màu thôi. Cái gì lấy cho chị bộ fly chị không mọi chiều em mặc màu cà phê sữa. Là cái gì chị Thúy Nguyễn ơi? Họa tiết đỏ xe số 2 cho chị My Diễm, 70kg cho em xin chiều cao đi chị Tâm Tình ơi. Đây là mã xanh riêu nha các chị. Đây cái màu em đang mặc là có ba họa màu nha. Cái họa tiết em đang mặc có 3 màu. Em đang mặc là họa tiết đỏ, cái này là xanh đen và xanh riêu. Các chị thích cái nào thì các chị lấy cái đó. Rồi đây là bộ nhí hồng, rất là đẹp luôn, bông nào lên cũng đẹp hết. Chốt em bộ nhí hồng đi các chị, nhí hồng. Xanh riêu size số 4 cho chị Diệu Lê, xanh riêu size số 3 cho chị Quỳnh Lan. Chốt em mã nhí hồng đi các chị, nhí hồng rất là đẹp luôn ạ. 70kg, 1m59 mà size số 5 nha chị Võ Giang. Rồi mã này lên giúp em mã bông trắng. Bông trắng hiện tại em chỉ còn được size 1 với size 5 thôi. Bộ này là siêu đẹp luôn nha. Cái bộ bông trắng này nè mấy chị. Lên giúp em mã bông trắng, em còn được size 1 với size 5. Họa tiết đỏ size số 5 em chốt cho chị Nguyễn Trang. Rồi chị Nguyễn Trang ơi, vậy là mấy bộ size 6 của chị xả ra hết hay là sao chị? Để em biết em chốt cho lại cho khách em size 6 đang còn. Tại chị hỏi em 70kg mặc size mấy nè là chị mua giùm hay gì? 70kg cho em xin cái chiều cao với nha. Nếu mà mua giùm, em không khuyến khích các chị mua giùm nha mấy chị. Mua giùm về người ta không ưng, rồi mặc không vừa, rồi không ưng thứ nhất là rồi mẫu, rồi chất vị vải, rồi chơi lên chơi xuống là em không có hỗ trợ đổi nha. Em nói trước rồi, không có nói em khó nha. Em không khuyến khích mình mua giùm. Ai mà có mua giùm thì lưu ý giùm em. Mọi trách nhiệm, mọi cái gì đó là mấy chị chịu nha. Mà không vừa về, không ưng chất vải, đổi ý gì đó là em không chịu trách nhiệm nha. Em nói lại một lần nữa.
Bộ em đang like là giá 125.000 nha chị Linh Lê. Quần này là quần ấm suông nha chị ơi, không phải là quần ấm ôm nha. Giá 125.000, họa tiết đỏ size số 2 cho chị My Diễm. Lên giúp em mã này là mã bông trắng đi các chị. Quần ống nó hơi suông suông xuống, nó không phải là ống nhỏ, nó không phải là ống ôm. Còn nếu như mà chị lỡ chốt lộn sai rồi thì xả, nếu mà xả sai 6 thì nói em xả giùm nha, nói em xả ra để em chốt cho mấy chị sai 6. Em không có xanh dương, chị Quang Nguyễn Xuân ơi, ở đâu vậy trời. Em đầu mới chế nhà em thiệt chứ. Họa tiết đỏ size số 5 cho chị Võ Giang. Rồi chị Võ Giang là lấy xanh là xanh gì? Em có xanh nâu, xanh rêu và xanh đen. Rồi lấy xanh gì chị? Nhí hồng 62kg cho em chiều cao đi chị Linh Quỳnh ơi. Nhí hồng 62kg cho em chiều cao đi chị. Bảy mươi ký cao 1m55 là mặc size số 5. Nãy giờ em đâu có tư vấn size số 6 đâu, em đọc đi đọc lại cái size nãy giờ 4 lần 5 lần ở trên live rồi đó. Mấy chị không biết size em nhắc rồi là lên cho em cân nặng chiều cao đi chốt một lần cho nó chính xác mấy chị. Để chốt tầm 7 xong hè, xong rồi một hơi thì cái chị muốn chốt cái size đó thì không có. Còn mấy chị chốt có thì xả ra cái đổi qua cái size khác, cái nào không có, cái mẫu không có cái bông đó. Nó rất là mất công ha. Xanh đen size số 3 cho chị Quang Nguyễn Xuân. Họa tiết đỏ size số 5 em chốt cho chị Mai Tuyết. Còn bộ đúng không? Còn bộ ngay tay em nha. Xanh rêu, xanh rêu với họa tiết đỏ size số 1 em chốt cho chế Hà Phương Vi. Ok chị. Họa tiết đỏ size số 6 em hết rồi chị. Size số 6 bây giờ hiện tại em chỉ còn được có nhí hồng. 1m55, 62kg chị gọn người không chị Linh Quỳnh? Chị gọn người thôi để em biết em lấy cho chị size 2 ha. Ủa size 5, size 3 hay là size 4 rồi chị? Nếu mà gọn người thì lấy size số 3. Còn nếu như mà tròn người có bụng nhiều thì lên size số 4 giùm em. Dạ không nha chị Nhung Sang. 52kg 1m59. Mẫu này chị mặc size số 1. Chị Nga Thí gọn người mặc size số 1 chị. Xanh rêu chị Võ Giang hồi nãy là size 5 đúng không? Xanh rêu size số 5 còn không Quyên? Xanh rêu 5 còn chị. Xanh rêu size số 5 em chốt cho chế Võ Giang. Rồi chị gì đây? Chị Nguyễn Trang trả lời giùm em đi chị, để em biết em chốt cho khách nè. Tại vì mấy chị size 6 nhà em đang vào mà hết cân size 6 rồi nè chứ ơi. Chứ trả lời giúp em đi để em mới ra em bán cho khách. Thế bây giờ chứ quyết định chứ lấy size 5 hay là chứ lấy size 6. Xả size 6 Nguyên em lại em soạn ra em chị đi. Ok, để xíu đi. Size 6 là một bộ nhí đen nè, một bộ họa tiết đỏ nè, xanh rêu nè, xanh đen nè, quá trời luôn, 4-5 bộ. Mấy chị khách mới vui lòng á mấy chị ơi, em nhắc đi nhắc lại hoài luôn, rồi mỗi khi mà em like một cái gì đó em sẽ trong cái quá trình like em đều có đọc lại từng cái size cho các chị, để mà cái chị đẹp nhà em biết để mà mình chốt cái size cho nó đúng, nên các chị để ý giùm em chứ không phải là mình lên mình cứ xăm xăm vô mình chốt đồ nha mấy chị. Nghe giùm em cái, còn mình thắc mắc size cân nặng chiều cao size số gì vui lòng hỏi giùm em để em biết đường em chốt và em tư vấn size cho mấy chị, để đổi tới đổi lui nó rất là mất công luôn. Và hàng thì em không có khách khác người ta chốt không được, mình cảm thấy nó cũng giống như nó cũng không có vui vẻ nha mấy chị.
không có hả? Có, ừ. Chị cũng nhớ 2-3 bộ gì á. Em coi kiếm kỹ rồi chị. Chị đọc lại gì em coi cái gì. Họa tiết đỏ. Thứ 6. Không có, thứ 6. Vậy là hồi nãy em chốt xe 5 hồi nãy. Rồi xanh đen. Xanh đen, có nhí đen, xanh đen. Xanh đen. Chị Nga Thúy, hồi nãy là em tư vấn chị xe máy rồi chị. Họa tiết đỏ xe số 6 em hết rồi chứ ơi. Gọn người vậy em lấy cho chị xe 3 nha chị ơi. Hồng size số 3 cho chị Linh Quỳnh là em hết nhí hồng 3 luôn. Có 3 bộ bán 3 bộ đi, ngày mai chắc chị sắp là muốn chốt thêm nữa. Một bộ đỏ với một bộ xanh đen. Họa tiết đỏ với xanh đen size số 1. Cho chế Nga Thúy. Bộ em mặc là mã họa tiết đỏ chị Hằng Nguyễn, họa tiết đỏ vải thun nha chị ơi. Rồi size số 6 bây giờ em còn được 3 bộ nè các chị. Size số 6 hiện tại là em còn được mã nhí hồng một bộ nha. Màu mận nè, màu mận chính á. Rất là đẹp luôn, với một bộ nhí đen. Hồi nãy chị này chưa chốt được nhí đen 6, chốt giúp em đi cả nhà. Xe số 6 là tầm khoảng 73kg nha, đến 77kg mặt dù 73kg đến 77kg. Khách mới lưu ý giúp em là các chị lên giúp em cân nặng chiều cao trước khi mà mình chốt size nha mấy chị. Còn chị nào khách cũ chưa cân được size cũng vui lòng cho lại giùm em luôn. Bộ em mặc là 125.000, em đang mặc là họa tiết đỏ. Rồi size số 6 em còn được 3 bộ nè, chứ đẹp nào lấy thì rất là đẹp luôn. Màu mận, màu mã nhí hồng với gọi là nhí đen, 3 bộ rất là đẹp. Size 6 73kg đến 77-78kg mặc dù. Chưa thấy địa chỉ. Chị Nga Thúy ơi, ngày mai có đơn nhớ để ý điện thoại giúp giùm em nha chị. Sáng gọi bảo đi vắng chưa gọi lại xả đơn hàng ngày 11 tháng 2. Nhớ để ý điện thoại giúp giùm em nha. Mình có một cái cảnh báo rồi đó. Đó chị lưu ý giúp giùm em ạ. Đơn hàng bên em sáng mấy bạn sẽ gọi điện xác nhận đơn lại một lần nữa rồi bên em mới đi đơn nha mấy chị. Để xin địa chỉ. Rồi đây là bộ màu mận nè, để em mặc cái màu mận cho các chị xem ha. Màu mận chính. Cái này nó là nó lên họa tiết chữ thôi mấy chị, chứ nó không có bông hoa gì hết nha. Màu mận chính hiện tại là em còn được size số 1, size số 5 và size số 6. 156 nha. 4 thôi chị. 144 em còn được bộ nữa. 1456 cả nha. 125.000 một bộ nha chị, mẫu đơn thôi. Thường là em nhắc mấy chị thì mấy chị cũng đừng có buồn, tại vì á là cũng không có gì mà phải ngại hết. Nói chung là mấy chị nghe điện thoại mà chốt hàng là ok, là không có cái gì vấn đề gì hết á mấy chị. Ví dụ như lần đó lỡ mấy chị có bận công chuyện gì thì em nhắc thì mấy chị làm sao, mấy chị để ý giùm em xíu. Rồi chốt giúp dùm em màu này là màu mận chính nha. Màu mận chính. Em cho chị cái mẫu của cái bộ 8 tóc cho tay cánh tiên đi. Rồi bộ em đang mặc là giá 125 nha cả nhà. Em lên lại cho các chị một lượt bông nữa xong rồi em qua mẫu nha. Em đang mặc bộ này, các chị lên giúp dùm em là màu mận chính. Mận chính hiện tại em còn được 1456. Mã này lên giúp dùm em là mã bông trắng. Chốt em bông trắng nha. Bông trắng.
Rồi lên giúp em mã này, mã nhí hồng đi cả nhà, nhí hồng. Màu mận xe số 6 cho chị Hương Lâm. Chị Hương Lâm lấy cái bộ nhí đen đi chị Hương Lâm, bộ nhí đen đẹp lắm. Bộ nhí đen rất là đẹp. Lên giúp em mã này nha, chốt em mã này là mã nhí hồng cả nhà, nhí hồng cũng đẹp luôn. Nếu mà chị thích cái màu sáng thì chị lấy nhí hồng, còn chị thích màu nó trầm hơn tí xíu thì chị lấy màu cái mẫu nhí đen rất là đẹp. Mận size số 5 cho chị Nguyễn Trang. Nhí hồng em còn được 1256 luôn. Nhí hồng em còn được 1256, chốt giúp em mã nhí hồng. Bông trắng thì còn 1 với 5 không à. Đây cái bộ nhí đen rất là đẹp luôn nè. Nhí đen rất là nhiều chị chốt mà không có còn hàng. Nhí đen hiện tại em còn được 126, mỗi size còn được 1 bộ. Nhí đen em còn được 126, cái chị đẹp chốt giúp em đi cả nhà, đẹp lắm. Chốt em nhí đen nha, nhí đen. Màu mận size số 5 em chốt cho chị Mai Tuyết. Rồi lên giúp em mã này là mã bông hồng nha các chị, bông hồng. Chốt em mã bông hồng. Bông hồng em còn từ size 1 tới size 5. Chốt em mã bông hồng các chị, bông hồng em còn từ size 1 đến size 5. Mua bộ này với hai quần bà ba được không shop? Được nha chị Bích Thủy. Đấy, em lộn cái mã màu vàng với cái họa tiết đỏ lại. Rồi lên giúp dùm em mã này nha cả nhà, nhí đen xe số 6 cho chị Hương Lâm. Ok chứ. Còn bộ nhí hồng còn bộ nhí hồng chốt luôn chứ ơi. Nhí hồng rất là đẹp. Chị nào xe 6 em còn bộ nhí hồng ủng hộ em luôn đi, mấy chị chốt dùm em luôn đi, có 125.000 rất đẹp luôn. Lên giúp em mã xanh đen. Chốt em này là xanh đen ha. Xanh đen hiện tại em còn được 1, 2, 3, 4, 5. Xanh đen hiện tại em còn 1, 2, 3, 4, 5 rất là đẹp luôn. 1, 2, 3, 4, 5 cho mã xanh đen. Rồi họa tiết đỏ. Họa tiết đỏ là còn 1, 2, 3, 4. Em hết 5 rồi. Họa tiết đỏ em còn 1, 2, 3, 4 cả nhà. 1, 2, 3, 4 cho họa tiết đỏ. Đây cái bộ vàng này là xuất sắc nè. Vàng này em còn được có 1, 3 năm à. 1, 3, 4, 5. Đẹp lắm luôn cái bộ vàng này nha các chị. 1, 3, 4, 5 cho mã vàng giúp em. 1, 3, 4, 5. Rồi xanh riêu. Chốt em màu xanh riêu. Riêu còn 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 luôn. 1, 2, 3, 4, 5 cho màu xanh riêu. Rất là đẹp nha. Em đang mặc là màu mận chính. Vàng 5 em chốt cho, vàng 5 chốt cho cô Nguyễn Thanh. Vàng 5 cho chị Nguyễn Thu. Đẹp không cô Nguyễn Thanh? Cô Nguyễn Thanh ơi, mẫu này đẹp lắm cô Nguyễn Thanh ơi. Đủ nào đi cô ơi. Cô ơi lấy cái bộ xanh nâu này đi cô, bộ này rất đẹp nè, với màu mận chính con đang mặc nè. Với lại là còn bộ bông trắng nữa, bộ bông trắng cũng đẹp luôn. Bộ xanh nâu này đẹp nè cô. Xanh nâu này mặc lên trắng lắm. Chốt em mặc xanh nâu nha cả nhà, xanh nâu. Để em mặc lại cho mấy chị vô sau, mấy chị coi mấy cái bông đẹp đẹp không? Phải nó sắp hết rồi. Bộ bông trắng này chỉ còn size 1 với size 5 thôi nha cả nhà. Xanh đen size số 3. Xanh đen size số 3, chị Bích Thủy hả? Chị Bích Thủy ơi, quần trắng là em chỉ có quần giả váy thôi nha chị. Em không có quần ống rộng nha. Chị Nguyễn Thu là chị chốt xanh gì vậy chứ ơi? Xanh gì, size số 5 vậy chị? Xanh nâu hay là xanh đen chứ ơi? Bông trắng size số 5 cho cô Nguyễn Thanh. Xanh nâu size số 5 cho chị Nguyễn Thu. Đây, bộ bông trắng rất là đẹp luôn. Bông trắng hiện tại bây giờ em còn được một bộ size 1 với một bộ size 5 nữa. Bông trắng rất là đẹp. Quá đẹp cho cái bộ bông trắng luôn nha cả nhà. Chớ em mã bông trắng ha. Ngày mai chị nói với mấy bạn chốt đơn lấy đi chị. Em sẽ chốt cho chị bộ xanh đen ở trên live trước ha. Rồi ngày mai chị muốn lấy quần nào thì chị nói với bạn lấy. Quần ống rộng mặc bà ba là hiện tại em chỉ có màu đen thôi. Còn quần trắng là quần lụa nha. Để mặc bà ba thì nó là quần lụa.
Lên giúp em mã này, mã bông trắng nha các chị. Bông trắng hiện tại em còn được size 1 với size 5 nha. Ngày mai hỏi đi em. Bây giờ em chốt cho chị đi, mai em báo là em chốt hoặc là chị Hương chốt thì nói là không có quần ống rộng màu trắng. Quần ống rộng mặc bà ba thì chỉ có quần lụa thôi. Bông trắng không có size 4, chị Nguyễn Kim Phượng. Bông trắng em còn được size 1 với size 5. Rồi đây là mã xanh nâu nè. Xanh nâu em còn được 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5 cho mã xanh nâu. Xanh nâu em còn được 1, 2, 4, 5 nha. Cái chị đẹp chốt em mã xanh nâu. Quá đẹp cho bộ xanh nâu nha cả nhà. Chốt em xanh nâu đi các chị. Xanh nâu em còn được 1, 2, 4, 5. Hết 3 rồi. 1, 2, 4, 5 cho mã xanh nâu cả nhà. Xanh nâu đẹp lắm. Xanh nâu ha, nền của nó là nền màu da nha các chị. Xanh nâu size số 5 cho cô Nguyễn Thanh. Xanh nâu 5 cho chị Nguyễn Trang. Xanh nâu 2 em chốt cho chị Bảo Ngọc Nguyễn. Rồi nhí hồng. Xanh nâu 4 cho cô Báo Ngôn. Chốt em ở nhí hồng cả nhà. Nhí hồng cũng rất là đẹp ha. Được nha chị Tuân Nguyễn ơi, con cháy chế chốt chung được nha. Nhí hồng giúp em cả nhà. Xanh nâu size số 1 em chốt cho chế Long Nguyễn Nguyễn. Chốt em nhí hồng đi cả nhà. Nhí hồng lên cũng rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Chốt em nhí hồng đi các chị, nhí hồng. Ông rất là đẹp ha. Nhí hồng kèm size giúp em luôn. Chốt em mã nhí hồng. Mai chụp mẫu. Đồ, nhiều mai chụp mẫu cho mấy chú. Xanh đen cả nhà ơi. Quá đẹp luôn. Toàn là hàng hot cho mấy chế luôn. Màu đẹp đẹp không? Rồi em ạ, à, xong cái xanh đen này nữa em sẽ qua mẫu cho mấy chị nha. Qua quần chín tấc nha mấy chị. Qua quần chín tấc. Thun Mỹ em không có về hàng nữa chị Nguyễn Nương ơi. Bán về cái lô sâu đáng toàn là bán lỗ không, em không có về Thun Mỹ nữa nha. Giờ em ngán Thun Mỹ lắm rồi chị, bán lỗ không, không có về. Chớ em ở xanh đen đi cả nhà, xanh đen. Xanh đen em còn 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp em ở xanh đen rất là đẹp luôn. Chớ em xanh đen cả nhà rất đẹp nha. Xanh đen em còn 1, 2, 3, 4, 5. Giờ em qua mẫu cho mấy chị. Này em có họa tiết đỏ nữa, rất là đẹp luôn. Họa tiết đỏ. Rồi xanh riêu, còn xanh riêu nữa. Xanh đen size số 4 thì chị Linh Lê. Rồi em lên cho các chị bộ này nha các chị, nó là bộ màu. Bộ màu quần 8 tấc các chị. 115.000 một bộ. Tay cánh tiên nha. Bộ này em có từ size 1 đến size 5 nha các chị. Em không có size 6. Tay cánh tiên rất là đẹp nha cả nhà ơi, 115.000.
hai cánh tiên hai lớp. Dạ, chốt giúp em màu này là màu hồng sen ạ. À, đẹp lắm đó chị. Màu hồng sen em còn 1, 2, 3, 4, 5. Chốt em màu hồng sen. Màu này lên giúp em màu tím đậm. Giá 115 ngàn nha các chị. Bộ này rất là đẹp nha. Em là 1m58 nha các chị. Em đang mặc cái quần nó dài chỗ này nè. Các chị nhìn giúp em. Chốt em màu này là màu tím đậm. 1, 2, 3, 4, 5 cho màu tím đậm luôn. Rất là đẹp. Chốt em màu tím đậm nha các chị. Màu tím đậm. Rồi lên giúp em màu này là màu nâu. Nâu em còn được 1, 2, 3, 4. Cái chị lên giúp em hồng sen size 3 em chốt cho chế Phạm Xuân Phạm. Cái tay cánh tiên đợt này làm đẹp lắm nha các chị. Mặc lên dễ thương lắm. Nhúng nhiều cho mấy chị. Ok ha. Chốt em màu này là màu. Cái này á các chị, cái cổ này nè. Không phải là cái chị mặc là nó ấy áo ngực ra nha. Tại vì cái áo ra em mặc liền cái cổ lúc nào nó cũng cao hết á. Nha, cái cổ lúc nào cái cổ của áo ra là giống như cái mặc thêm một cái áo lót ở bên trong vậy đó ha. Còn cái chị mặc áo ngực thì nó sẽ bình thường nha. Với lại cái này cái chị khum thoải mái, tại vì đồ khum nên là cái chị mặc thì nó sẽ ôm sát vô trong người. Lên với em màu này là màu nâu nha các chị, màu nâu tím đậm size số 1 em chốt cho chế Mi Mi. Màu nâu size số 3 em chốt cho chế Phạm Xuân Phạm. Lên với em màu nâu các chị, màu nâu rất là đẹp. 115 ngàn một bộ. Quần 8 tóc giúp em. 8 tóc, 9 tóc gì đó, em biết chính xác là bao nhiêu tóc. Rồi, màu đen còn xe máy vậy Quyên? Màu đen còn, chị đang cầm 2 với 4 này. Rồi, màu đen em hiện tại em chỉ còn được xe 2 với xe 4 thôi cả nhà. Màu đen hiện tại em chỉ còn được xe 2 với xe 4 thôi. Các chị đẹp chốt em ha, màu đen. Đen em còn đen 2 với đen 4. Chốt em màu đen. Màu này lên giúp dùm em là màu ngói. Chốt em màu ngói, màu lạ cho chị, bộ màu lạ đi. 1, 2, 3, 4. Ngói em còn được 1, 2, 3, 4. Cái chị đẹp chốt em cái màu ngói này, mặt trắng da lắm nè các chị. Tím đậm size số 3 em chốt cho chế Tuân Nguyễn. Cái màu ngói này cái chị mặt trắng da lắm nè. Lên với em màu ngói nha, màu ngói với màu da đậm. Màu da đậm là hết luôn hả em? Da đậm còn bộ cho xem mấy. Màu này lên giúp em màu xanh rêu cả nhà, màu xanh rêu. Chốt em màu xanh rêu nha. Mẫu này màu nào lên cũng đẹp hết á các chị ơi. Chốt em màu này màu xanh rêu cả nhà. 1, 2, 3, 4. Xanh rêu em còn được 1, 2, 3, 4 nè. 5 hết, 5 luôn hả? 1, 2, 3, 4, 5 cho màu xanh rêu. Bộ này các chị mua rồi về các chị mặc là các chị sẽ mua tiếp nè. Bộ này đẹp lắm, dễ thương lắm. Ngói một em chốt cho chế Mi Mi. Chế Mi Mi lấy luôn cái bộ màu xanh chuối này đi chế Mi Mi. Màu xanh chuối này đẹp lắm. Màu xanh chuối này mặc lên trắng tươi luôn á. Lên với em màu xanh chuối. Màu xanh rêu size số 3 em chốt cho chế Phạm Xuân Phạm. Là em hết rêu 3 luôn. Lên với em màu xanh chuối cả nha. Xanh chuối còn 1, 2, 3, 4 hả em? 5 còn không? 1, 2, 3, 4, 5. Xanh chuối em còn 1, 2, 3, 4, 5. Lấy màu xanh chuối này đi chế ơi, chế nào mà thích màu sáng, màu sáng đi xíu nè, mặc cái màu xanh chuối này đi trắng lắm, rất là đẹp. Chốt em màu xanh chuối nha cả nhà, màu xanh chuối. Rồi màu da đậm, màu da đậm em còn được có một bộ duy nhất là size số 4. Bỏ màu hồng sen ok của chị Phạm Xuân Phạm, xả cái bộ hồng sen ra đi. Em chào chị Hà. Lên giúp em màu này là màu da đậm đi các chị. Màu da đậm em còn được bộ size 4 các chị đẹp nhà em ơi. 62kg đến 66kg. Lên giúp em màu da đậm. Màu da đậm giá 115 ngàn một bộ. Màu xanh chuối size số 1 em chốt cho chế Linh Mẫn. Các chị size 1 chờ em tí xíu nha. Em có cái bộ cổ sẵn mà cũng 8 tấc vậy em đang sale cho mấy chị nè. Để em like luôn. Hồi chưa em hỏi mà không có chị nào trả lời nên em không, em chưa có like, chưa có like lại. Màu này lên giúp em là màu lạ. Lạ còn 2, 3, 4. Lạ em còn được xe 2. Ủa? Lộn rồi mà. Còn xe 4 rồi mà, 2 với 4 rồi. Lạ em còn được xe 2 với xe 4 cả nhà. Xanh chuối xe số 1 cho chế Mi Mi luôn. Hả? 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 Có một bộ chốt cho chế Linh Mẫn rồi. Rồi, vậy là chị Mi Mi sau rồi chị Mi Mi ơi. Xanh chuối em chốt cho chị Linh Mẫn là em hết rồi.
Sân chuối em còn được 2, 3, 4, 5. Màu lạ giúp em đi cả nhà, lạ em còn được size 2 với size 4. Lạ em còn được size 2 với size 4 chốt em ha. Lạ 2 chém only. Ok chém only là em hết lạ 2. Lạ 2 cho chém only là em hết lạ 2. Em còn lạ 4 nha các chị, lạ 4. Không có đo chị Nhung sao, em 1m58 là em mặc cỡ này đó chị. Em không có đo cái chị dài ha. Vải em đang mặc là vải thun lai dông hồng sen 3 cho chế Quế Nhi. Ok chế Quế Nhi, em lên lại bảng màu cho các chị nha. Da 1 em hết rồi chế, màu ngói đi, chế có màu ngói chưa? Màu ngói cũng đẹp nữa đó. Hoặc là màu hồng sen ha. Size số 1 bây giờ là màu da đậm em còn chỉ còn có một bộ size 4 à. Da đậm em chỉ còn có một bộ size 4 thôi. Rồi lên giúp em mã này nha các chị, chốt em màu xanh chuối nha. Xanh chuối em còn 2, 3, 4, 5. Dạ đơn của cô Nguyễn Thanh đi đơn luôn khỏi gọi. Bộ xanh đen 3 quần dài hồi nãy đó chị. Bộ xanh đen 3 cho chị Quế Nhi luôn. Ok chị Quế Nhi. Bộ 125.000 em mới lên á, bộ bao lăng tông á đúng không chị Quế Nhi? Dạ em cảm ơn chị Hà. Mua đồ của chị mà ai cũng em cảm ơn chị. Em mốt có mua gì ủng hộ em nữa nha chị. Về mặt là khen nữa đó. Lên giúp em màu xanh chuối nha, xanh chuối em còn 2, 3, 4, 5. Cái chị đẹp chốt giúp em xanh chuối, chị nào mà thích mặc màu sáng lấy màu xanh chuối thì màu xanh chuối mặc rất là trắng. Rồi màu da đậm em còn được có một bộ size số 4 thôi, 62kg đến 66kg mặc vừa. 62kg đến 66kg. Lên giúp em màu này là màu da đậm cái chị. Có một này của chị Mimi hả? À, của chị đúng rồi. Ok, chị Mimi có nói một. Da đậm em còn được một bộ size số 4, màu ngói là em còn được 2, 3, 4. Ngói là em còn được 2, 3, 4 cho chị. Chốt em màu ngói. Em chào chị Anh Lê. Chốt em màu ngói nha, ngói. Rồi màu này lên giúp em màu xanh riêu. Xanh riêu em còn từ size 1 tới size 5. 3 hết. 3 hết rồi ha. 1, 2, 3, 5 cái chị, ở 1, 2, 4, 5 cái chị ơi. Xanh riêu em còn được 1, 2, 4, 5 cái chị đẹp chốt em màu xanh riêu. Riêu em còn được 1, 2, 4, 5 ha. Chốt em màu xanh riêu. Màu đen còn được size 2 với size 4. Màu đen em còn được size 2 với size 4 cái chị đẹp chốt em mã đen. Chốt em mã đen cả nhà, đen. Xanh riêu size số 1 cho chế Mimi. Chốt em màu này, màu nâu đất. Ủa màu nâu chứ không phải nâu đất, chỉ màu nâu thôi. Nâu là em còn 1, 2, 3, 4. Nâu em còn được 1, 2, 3, 4. Cái chị đẹp chốt giúp em. Tay dúng dễ thương quá. Cái tay cánh tiên mặc dễ thương lắm mấy chị. Rồi màu này lên giúp em màu tím đậm. Tím đậm em còn được 1, 2, 3, 4 luôn. 5 luôn, 5 luôn. 1, 2, 3, 4, 5 luôn. 5 còn được 1 bộ luôn. Xả riêu 1 của chị Mimi là xả riêu 1 chứ không phải là chốt. Đâu có chốt riêu 1 đâu. Hồi nãy là chỉ chốt được có một bộ xanh chuối mã ngói à. À đúng rồi, chị Mimi không có không có không, hay là chị lấy xanh riêu. Hồi nãy nè chị comment tiếng năm cho chị Nguyễn Mai, vậy là của chị xanh riêu 1 đó, thành cho chị viết thiếu thành chị xả. À. Tím 5 cho chị Nguyễn Mai. Ok chị Nguyễn Mai là em hết tím 5. Tím hiện tại em còn 1, 2, 3, 4 cả nhà. Rồi em hết nha cả nhà ơi. Em lên cho các chị cái bộ này đi. Cái bộ này nè, em hẹn các chị á, là tầm khoảng 10 ngày nữa nha. Tầm khoảng 10 hoặc 12 ngày nữa em sẽ lên cho các chị cái bộ dài. Cái bộ này đó là chị Tư em chỉ gửi lộn cho khách của chị rồi, nên là nó còn rớt lại có con size số 1 à. Nên em sell cho các chị bộ này là giá 80.000 chấp hung lỗ nha. Chị nào là size 1 thì chốt giúp em, bộ này rất là đẹp. Nó chỉ có duy nhất size số 1 thôi nha, 50-51kg trở lại mặc dù. Nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Chị nào size 1 chốt thì có 80.000, bộ này đẹp lắm. Ờ còn có nhiêu đó. Lên giúp em mã này nha. Mã này mã số mấy quên rồi. Mã số 6. Lên giúp em bộ này là mã số 6 nha các chị, mã số 6.
nó cũng là quần 8 tóc hay quần 9 tóc gì đó em không biết nữa nha chị. Em là 1m58 là em mặc cỡ này ha. Lên giúp em cái này chỉ có duy nhất size số 1 thôi, chị nào size số 1 chốt 50-51kg trở lại thì chốt. Mã em M6 em chốt cho chế Hà. Bọn này đẹp lắm, cái cổ nó như cổ sẫm vậy đó. Em hẹn cái chị tầm khoảng 10 ngày nữa em sẽ có một cái lô quần dài cho mấy chị. Ví dụ như mấy chị thích mặc quần ngắn ngắn vậy thì về cái chị cắt lên giùm em nha. Còn chị nào thích quần dài thì mặc quần dài à, tại vì á, dài thì không có là dài thì làm ngắn nó dễ, còn ngắn không có làm cái dài được. Cái này là nó sẽ có xẻ đinh hai bên như cái chị. Trời ơi, năng nỉ mãi mới ra được chân lô cổ sẫm xong gửi lộn. Buồn hết sức buồn. Còn gấp là có size số 1 không à. Cái này là có xẻ đinh giùm em nha. Rồi 80.000 sale có 80.000 thôi. Mã em M6 cho chị Hà một bộ nè. Cái nào size 1 chốt thì mấy chị đẹp lắm. Bộ này đẹp lắm nha. Mã em đang mặc là mã số 6 nha mấy chị. Mã số 6 chỉ có duy nhất size số 1 thôi. Rồi lên với em cái này là mã số 5. Chốt em mã số 5. Cả nhà mã số 5 đẹp lắm nè. Mã số 5 đồ đang bận không có xe lớn chứ. Cái này là nó lọt được có mười mấy hai chục bộ xe 1 em sale cho mấy chị đó. Còn lô, còn cả những cái size lớn á, thì em hẹn cái chị cái lô mới nha. Lô mới thì có thể giá nó sẽ cao hơn. Đây, cái này nó lọt có size số 1 không à. Lên với em mã này, mã M5. M5 em chốt cho chế Linh Mẫn là em hết M5 nè. M6 em đang mặc là còn nha. Rồi cái này lên với em mã M3. M3 nha các chị ơi, M3 80.000 à các chị. Chị nào size 1 tranh thủ đi. Chốt này, mã này lên giúp em mã M3. Lên giúp em mã M3 nha, có một size 1 là size 1 50-51kg trở lại. Chốt em mã M3. Cái này là bông nó màu nâu cam á, cam nâu á mấy chị, rất là đẹp luôn. Chốt em mã M3. Rồi bộ bi này là mã M4. Bộ bi này là mã M4, em bỏ mọc luôn đi Vinh, để hơi quên cái mã này. Bi cam này là mã M4 giúp em. Rất là đẹp luôn. Rồi cái bộ bi cam này đẹp lắm nè mấy chị. Lên giúp em mã này mã M4 nha. M4 em còn được một bộ. Chốt em mã M4. M4 là bộ bi cam này. Đẹp lắm. Cái bộ mã M6 em đang mặc đẹp quá mấy chị. Màu xanh đen nha. Bộ này là mã M8. Mã M8 50-51kg trở lại. Em xem cho mấy chị còn 80.000. Chốt em bộ này là mã M8. M8 là nó chấm 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 vậy nè mấy chị. Nó như cái bi nhỏ nhỏ nhỏ. Lên giúp em mã này mã M8 nha. M8 50-51kg trở lại mặt vừa. Chốt em mã M8. Rồi lên với em cái này là mã M7. M7 đẹp quá đẹp. M7. Gói 3 với một túi cơm cháy cho chế BB. M8 cho chế Linh Mẫn. Lên với em bộ này mã M7. M7 đẹp nè chị. Chớ em mã M7. Đẹp quá. M7 em được hai bộ. Chốt em mã M7. Bộ em mặc là mã M6 chị, 50-51kg trở lại mặc dù ha. Em đang sale cho mấy chị 80.000. Cái bộ này là có xẻ đinh giúp em nha. Đây. Rồi. Bộ này mã M7, em mặc là M6. Chốt em mã M7 nha. Đẹp lắm, đẹp luôn. M7. Rồi bộ cuối cùng là mã M9. M9 em còn một bộ. Chớ em mã M9. M9. Đây. Rồi là em hết nha. Có gì đó. Quần giáo ấy con có một lô con đang sale nè cô. Lô cuối cùng luôn đó. Đây chị em 1m58 là em mặc cỡ này nè. Quần 8 tóc 9 tóc gì không phải là quần lửng nha. Mới nhận đồ rồi hết tiền rồi nghe gì.
Chị Mai cào rồi, hàng đẹp không à, bây giờ em biết làm sao? Em biết làm sao? Chị Mai cào cho thấy mẫu nào? Chị Mai cào có thấy bộ cổ bao lăng tông chưa? Thì đúng rồi, quần 8 tấc chứ quần 9 tấc mà kêu nó đừng có ngắn, chàng đét ơi. Quần lửng là nó qua gối tí xíu mới gọi là quần lửng chị, còn quần này là quần 8 tấc 9 tấc nha. Chứ không phải là quần dài. Chị Quỳnh Hiếu mã M6. Chị Quỳnh Hiếu ơi, size số này là size số 1 không à nha chị. 50-51 kg trở lại thôi nha. Chị Quỳnh Hiếu, em nhớ chế mặt size 2, size 3 gì đó em quên rồi. Rồi mã này mã M9 nha các chị, rồi em hết nha. Chị nhìn thấy cái đồ em mặc là biết rồi, cái này là hàng, nó là hàng 8-9 tấc thôi chứ nó đâu phải là lửng mà nó cũng không phải dài luôn nha. Quần dài là em hẹn các chị cái lô mới, lô sau nha các chị. Bộ em mặc size 1 chế mà anh Phan mã M6 80 ngàn, em đang sale chứ mấy chị có 80 ngàn, mã M7 cũng đẹp nữa nè. Chế mai cao là bộ này, chế mai cao mặc size số 4 nha. Cái bộ cổ bao lăng tông á là mặc size số 4, và size số 4 hiện tại là còn ít nha. Tranh thủ nha chế ơi. Ai cái bộ bao lăng tông mà không thấy là tay ngắn là không thấy là uổng lắm luôn á, quá đẹp. Chị có cho 25 ngàn à. Ok, chế Quỳnh Hiếu ok. Mã M6 em chốt cho chế Mai Anh Phan, lấy thêm bộ mã M7 đi chế Mai Anh Phan ơi, bộ này đẹp lắm. Mã M7 nè cả nhà, để em mặc mã M7 cho các chị xem. Em mặc là M6 nha. Đẹp quá đẹp. Chế Thanh Nguyễn, họa tiết đỏ size 3 với xanh đen size số 3 cho chế Thanh Nguyễn. M7 cho chế Mimi. M7 cho chế Huỳnh Tấn Phát là em hả? Biết ai rồi. Khách quen của em hả? Đúng không? Sao em nhớ bữa chị chốt mà. Bữa em về chị gọi đúng không? Không, cái mẫu này chị không vừa nha chị Nhi Hồ. Chị Mai Anh Phan ơi, M7 em hết rồi. Giờ lên mã mã khác đi. M7 hai bộ. Chậm biết rồi. Kêu dâu mua cho mẹ kìa, dâu mua cho mẹ chồng kìa. Bộ em mặc á là nó chỉ có size số 1 thôi mấy chị. Cái lon này nó rớt lại nha. Còn đầy đủ size thì em hẹn cái chị. Là sau em ra quần dài ống rộng. Mã này mã M4 em có một bộ nè. Cái đẹp nào lấy. Bộ vi cam này là mã M4 50-51 kg trở lại mặt giường. Đẹp quá đẹp luôn. Cái bộ này mặc lên trắng tươi luôn. Chế mà anh Phan lấy bộ này cũng được nè. Bộ bi cam này cũng đẹp nữa nè chị. Mã M4. Không có size của chị Hồng Mai ơi. M4 em chỉ có size 5 bà sao 50-51 kg trở lại hả? M4 em chốt cho chế Huỳnh Tấn Phát. Cái này size 1 không hả chị, không có size 3. Chốt em mã này mã M9. Đây bộ này cũng đẹp luôn. M9 80 ngàn một bộ. Lên giúp em mã M9. Chế mà anh Phan lại chậm. Lại chậm nữa rồi chứ ơi. Chế em mã M9. Đẹp chưa cả nhà? Ồ, cái màu, cái màu quá đẹp. Lên giúp em mã M9. Cái này mẫu này em đang sale 80 ngàn nha chị ơi. M9 chị Bảo Ngọc, size số 1. Chị Bảo Ngọc mặc vừa không chị Bảo Ngọc ơi? 50-51 kg trở lại. Vừa hả lấy nha. Tại vì cái bộ này em sẽ không có hỗ trợ đổi trả thôi nha các chị.
Đây em ưu tiên cho chị nào mà chắc chắn size số 1 thì chốt, còn gán gán thì đừng lấy nha mấy chế, đợi lô mới đi. 50-51kg trở lại, cao 1m55-56 trở lên giúp em. Rồi chế Bảo Ngọc vừa không, vừa thì em lấy, còn không thì em chốt qua cho chị Linh Mẫn. Không có size khác, nó chỉ có duy nhất size số 1 thôi. Chị 50kg chị cao bao nhiêu? Bình thường chị mặc bên em là size 1 hay là size 2? Rồi mã này mã M3 cả nhà, mã M3. Nếu mà bình thường chị mặc bên em size số 1 vừa thì chị chốt, còn nếu bình thường mặc size 2 thì bỏ qua cái bộ này nha chị ơi. Form nó cũng ôm đó. Là chắc chắn lấy đúng không chị? Tại vì hàng này chọc em không có hỗ trợ đổi trả nha, tại vì không có size gì, không có gì trơn á, với lại hàng em sale rồi. Rồi em rồi ok, vậy là cho chế Bảo Ngọc nha. Mã M9. Mã M9 cho chị Bảo Ngọc. Em chốt dự bị cho chế Linh Mẫn. M3 cho chế Mai Anh Phan. Đồ của chế Vũ Đoàn hả? Cho nên chế xuống chế lấy hoài mà có thấy chế xuống đâu. Chốt em mã này mã M3 cả nhà ơi. M3 em còn một bộ nữa các chị. M3 em còn một bộ nữa các chị đẹp, chốt em mã M3 nha. Size 50-51kg trở lại mặt giường. Chốt em mã M3. Hai bộ M6 đẹp quá các chị không lấy nha mấy chế. Chế nào chưa có M6 lấy đi. Cái bộ này em thấy nó rất là đẹp nè. Còn lại có hai bộ hả? Chị đẹp nào lấy giúp em luôn đi. Rất là đẹp. Nền xanh đen lên bông. Chị Hằng Nguyễn đồ đẹp mà coi không kịp hả chị? Chị cứ coi lại like chị Hằng Nguyễn, ngày mai có lấy thêm gì nói bạn nhà em lấy. M6 cho chị Quế Nhi. Con mút 4. Size số 1 50-51kg trở lại mặt dừa nha các chị ơi. Có một size duy nhất nha, em sale cho mấy chị còn 80.000 một bộ. Chất phung lỗ rất là đẹp luôn. Còn bộ này lô mới, em hẹn các chị đẹp nhà em tầm khoảng 10 ngày nữa nha. Để mai em hối chị Tư em cắt. Em ra lô sau cho mấy chị là em sẽ ra quần dài. Quần dài cổ sẫm như thế này. Em còn một bộ mã M6 à chị khoai tây ơi. 50-51kg trở lại mặt giường. Cao 1m55-56 trở lên giúp em ha. Chị có gì chị lên giúp em cân nặng và chiều mã cao. Chị đang mặc nữa mà, mã 3 nữa mà. Ủa em còn hai bộ này nè chứ. Mã M6 với mã M3 em đang mặc nè. Còn hai bộ này. Chứ đẹp nè, chốt giúp em luôn đi. Bộ em mặc là 50-51kg trở lại, cao 1m55-56 trở lên giúp em nha cả nhà. Tính giấu để dần mà. Kiểu này đẹp. Kiểu này đẹp nè. Rồi sáng mà mặc đi chợ rồi tao nói được. Rồi em còn mã M3 với mã M6. Mấy chị ơi, chị nào chốt giúp em ha. Em còn hai bộ cuối cùng. Mã M9 em hết rồi. M6 nãy chị Mai Anh Phan có chưa ta? M6 chị Mai Anh Phan có rồi. M6 chị Mai Anh Phan có rồi, chị Mai Anh Phan. Rồi bây giờ em còn bộ mã M3. Mã M3 em đang mặc cũng đẹp mà mấy chị, nó là ở ngoài nó là màu cam nâu á. Em coi coi mã M6 á, chị Mai Anh Phan có chưa, chị nhớ chị bấm hồi nãy rồi á. Rồi Mai Anh Phan. 50-51kg trở lại hả chị Bo Vũ ơi, cái này nó chỉ có size số 1 không hả chị? Rồi chị nào chốt giúp em ha, còn hai bộ cuối cùng chị nào lấy giúp em luôn đi mấy chị. Cho nó hết cái mẫu này đi rồi vài bữa em về mẫu mới. Mẫu mới cho nó nhanh gọn lẹ. Rồi lên lại cái mẫu bao lăn tông cho các chị ha. Em lên lại cái mẫu bao lăn tông cho các chị nào vào sau nè, các chị chưa có xem được like nè. Size số 4 nhưng mà mẫu đó không có size 4 chị Phương Lê, chị chọn mẫu khác gì mà. Mẫu đó nó chỉ có size số 1, nó bị rớt lại nên là em sale cho mấy chị giá 80 thôi ha. Chứ bộ đó bình thường em ra hàng mới về là em bán cho mấy chị là giá phải 130 nha. Quần ống rộng.
130 hoặc là 125. Nó nằm ở hai cái giá đó đó chứ không có giá 80. Tại vì nó rớt lại có một size một hàng. Nên chị Tư em bảo sale cho em đó. Sale rẻ thì em bán rẻ cho mấy chị, còn giá bình thường á là nó tầm nằm khoảng 125 130 hết mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị bộ bông lăn tăm em mới về nha cả nhà. Hình như thiếu bộ xanh nó thiếu bộ xanh riêng. Bộ này là giá 125 nè các chị. Quần ống hơi xung xung xíu giúp em ha. Bộ cổ bâu lăng tông tay ngắn. Màu này lên giúp em màu xanh riêu nha các chị. Màu xanh riêu. Giá 125 nè. C1 52kg. C2 57kg. C3 58kg đến 62kg. C4 bộ này em không có xẻ đinh ha. C4 là 63 đến 67kg. Size số 5 là 68kg đến 72kg. Và size số 6 là cho các chị 72-73kg đến 77kg mặc dù. Lên giúp em bộ em đang mặc nha các chị. Màu xanh riêu. Bộ này là bộ cổ bâu lăng tông giúp em rất là đẹp. Tay ngắn. Bộ này không có xẻ đinh hai bên. Rồi em like cho cái em ngồi nha mấy chị. Giúp em màu em đang mặc là màu xanh riêu kèm size nha mấy chị. Xanh riêu hiện tại là còn 1, 2, 3, 4, 5. Người sáu còn có bộ nhí hồng mà. Rồi em đang mặc bộ này, cái chị lên giúp giùm em là màu xanh riêu nha. Màu này chốt giúp giùm em là mã bông trắng. Bông trắng em chỉ còn được size 1 với size 5 thôi các chị. Size 1 là 52kg trở lại mặt vừa. Và size số 5 là cho các chị đẹp nha. Em 68kg đến 72kg. Lên giúp em mã bông trắng. Bộ này rất đẹp luôn nha. Chốt em mã bông trắng. Rồi màu này lên giúp em màu mận chính nè. Xanh riêu size số 3 cho chị Tiến Nguyễn. Màu mận chính rất là đẹp luôn nha cả nhà. Chốt em màu mận chính. Mận chính em chỉ còn được có size số 1 với size số 4 với size số 5 thôi. 145 cho màu mận chính. 145 cho màu mận chính các chị đẹp nha em ơi, rất là đẹp luôn màu mận chính nha. 145 cho màu mận chính. Màu xanh đen cả nha. Xanh đen em còn được 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 cho màu xanh đen. Cái họa tiết này lên đẹp lắm nè mấy chị, cái họa tiết này lên cổ bâu lăng tông các chị, ở ngoài nó đẹp lắm. Em cái họa tiết này em có 3 màu, màu xanh riêu, màu xanh đen với lại là họa tiết đỏ nha. Màu xanh riêu size số 3 em chốt cho chế Thanh. Rồi xanh riêu 3 hết rồi chế Thanh Nguyễn ơi. Chế lấy qua xanh đen giùm em được không? Xanh đen cũng còn có một bộ màu hả? Xanh đen cũng còn có một bộ size 3 hả? Giả váy su len em hết hàng rồi chị Quỳnh Hiếu. Đây họa tiết đỏ, hoặc là mình chốt qua họa tiết đỏ giùm em đi chị. Họa tiết đỏ em còn được 1, 2, 3, 4. Riêu 2 cho chị Bo Vũ. Xe 2 giá chỉ mặc hay gì đó. Đó thấy mấy lần cái chốt xe 2. Chốt em ở này mã xanh họa tiết đỏ nha cả nhà. Họa tiết đỏ rất là đẹp luôn nha cả nhà. Ba cái họa tiết này lên màu nào cũng đẹp chân á, các chị lấy ba màu cũng được hoặc là lấy hai màu. Chốt em mã bông hồng cả nhà ơi. Chốt em mã bông hồng nha, bông hồng. Chốt em mã bông hồng. Ok chế Bo Vũ. Rồi lên giúp em mã bông hồng nha các chị, bông hồng. Vàng em còn được 1 3 4 các chị. Vàng này rất là đẹp luôn nè cả nhà ơi. Cái bộ vàng này đẹp lắm. Vàng này em còn được 1 3 4 các chị đẹp. Chốt em mã vàng nha. Chất này nó giống như chất phong cát ý gì đó, rất là đẹp luôn nè. Mã vàng em còn được 1 3 4, mỗi size em còn được 1 bộ. 1 3 4 cho mã vàng. Cái bộ nhí đen này quá chừng đẹp. Nhí đen này em chỉ còn 1 với 2 thôi.
Dí đen thì em chỉ còn một dí hai thôi các chị. Vậy hả chế Thanh Nguyễn, rồi vậy là em hết rồi. Em còn xanh riêu 4 thôi mà. Rồi lên giúp em mã này nha cả nhà. Vàng 3 cho chế Linh Quỳnh và em hết vàng 3 nè. Bộ em mặc còn size 4 chị Tho Nguyễn. Bộ em mặc là mã xanh riêu. Xanh riêu em còn size 4 nha. 125.000 một bộ, rất là đẹp. Chị nào size 1 với size 2 chốt bộ nhí đen này đi các chị. Đẹp lắm, size 1 còn được một bộ, size 2 còn được một bộ. Bộ này là xuất sắc luôn. Đúng là nhí. Giải cũng đẹp. Còn có size 1 với size 2. Chốt em mà. Nhí size nhí đen, nhí đen. Có bán chị rồi. Có chị Nguyễn Bích ơi, chị Nguyễn Bích mua đi. À, khách quen mà chị là khách hàng thân thiết của em mấy năm rồi mà. Lên giúp em mã nhí hồng, chốt em nhí hồng nha cả nhà, nhí hồng. Chốt em nhí hồng nha cả nhà, nhí hồng em còn được 1-2 năm cả nhà ơi. Nhí hồng chỉ còn được có 1-2 năm thôi, rất là đẹp luôn, bộ nhí hồng nè. Nhí hồng em còn được size 1, size 2 và size 5, các chị đẹp chốt em nhí hồng. Vàng 1 em chốt cho chế Loan Nguyễn. Ok chế Loan Nguyễn. Là em hết vàng 1 luôn. Hiện tại vàng em còn được bộ size 4 các chị ơi. Vàng em còn được bộ size 4, rất là đẹp. Rồi. Cái bộ xanh nâu này là nên chốt nha mấy chế ơi, bộ xanh nâu này là đẹp. Rồi là đẹp nhất cái nách luôn á. Đẹp nhất cái nách luôn, bộ xanh nâu em còn được 1 2 4 thôi. 4 còn bộ. À size 2 còn được 3 bộ và size 1 5 nữa hả? À còn được bộ 5 luôn. Rồi 1 2 4 5 cho màu xanh nâu. Đẹp lắm. Bộ xanh nâu này là xuất sắc luôn. Rồi 1 2 4 5 chốt giúp em 1 2 4 5. Riêu 1 cho chế Linh Mẫn. Ok chế Linh Mẫn là hết riêu 1 luôn. Còn. Ủa còn chứ còn còn. Giấu tí nữa. Giấu giấu xây 1 lại mà. Xanh nâu cả nhà ơi. Bộ em mặc xây số 1 cho chế Kim Dung Nguyễn là xanh riêu nha. Chế Kim Dung Nguyễn xanh riêu xây số 1 em chốt cho chế nha. Đơn chốt hồi chiều là đi đơn rồi á chị Dương Quyên. Chị Dương Quyên 941 chứ không phải là 841. Chị Dương Quyên cho em lại số điện thoại chị Dương Quyên. Ủa vậy là chị bấm lộn hả? Chị bấm số mới hả? Của số đúng của chị số là cũ. Ủa số của chị số đúng là 941, số 841 gọi là chị C3. À chị Dương Quyên ơi, chị cho lại giúp giùm em số điện thoại để em bấm em sửa lại chị. Hồi chiều chị cho ở trên live, cho ở trên cái live kia nó bị sai á. Chị cho lại giúp giùm em ha, của chị là 0919107941 chứ không phải là 841. Hồi chiều chị cho em là 841. Nhí đen với nhí hồng size số 2 cho chế Phan Hoài Thương. Ok chế đẹp nhà em, quá trời xuất sắc. Rồi vậy là nhí hồng 2 em hết, nhí đen 2 em hết luôn. Xanh nâu đi các chị ơi, xanh nâu đẹp nè. Mấy cái bộ nào mà đẹp đẹp là em hay đi để nói tới nói lui để cho mấy chị nhà em chốt có để hết. Ủa. Rồi, xanh nâu nha cả nhà. Chị Tiến Nguyễn có xanh đen size số 3 hay gì á? Ủa? Không, hồi nãy chị Tiến Nguyễn là không. Là xanh riêu. Nãy chỉ chốt bộ xanh riêu nhưng mà có bộ xanh đen nữa.
Nhưng mà hình như chị không có đọc tên hay vậy. Tại chị nhớ xanh đen còn có một bộ đúng không? Chưa. Ok, vậy là xanh đen 3 em chốt cho Chế Tiến Nguyễn, là Chế Tiến Nguyễn được 2 bộ nha Chế. Một bộ xanh riêu với một bộ xanh đen. Là em hết xanh đen 3 luôn. Còn chị Hoài Phú, bộ đó em mới vừa lên xong đó. Chị mặc size số mấy hả chị? Chị mặc size số mấy em báo màu cho chị chọn cho nhanh ha. Tại bộ đó em mới vừa like xong đó. Bộ tay cánh tiên màu 2 lớp 115.000, chị mặc size số mấy em báo màu chị chốt luôn cho nhanh nha. Em khỏi lên lại nữa, em mới vừa lên xong rồi. Vàng nha các chị ơi, vàng chỉ còn có bộ size 4 thôi. Các chị chốt giúp em đi, bộ vàng rất là đẹp. Ủa vàng 5 nãy chốt rồi hả Quyên? Chốt hết rồi chị. Ok, đơn của Chế Linh Mẫn, gọi luôn, gửi luôn, khỏi gọi đi ha. Ok, Chế Linh Mẫn. Rồi em tạm up like ở đây luôn nha cả nhà ơi. Hẹn cả nhà vào buổi live trưa mai nha. Trưa mai các chị nhớ đón xem like của em nha. Trưa mai em sẽ like cho các chị một em sẽ like cho các chị bộ đuổi. Bộ đuổi nha các chị, đuổi Thái, quần ống rộng chín tấc và quần dài rất là đẹp luôn. Giá thì siêu yêu thương nha các chị, chỉ có 100k thôi. Bộ đuổi Thái nha, mai các chị nhớ đón xem đuổi Thái thiêu. Vàng năm em hết rồi chị Quỳnh Nguyễn ơi. Còn nào vậy em, chị Hoài Phú ơi, chị bây giờ em hỏi chị là chị mặc size số mấy rồi em mới đọc màu cho chị được, chứ tự nhiên chị hỏi em còn màu nào vậy em biết size nào để em đọc cho chị. Rồi ok, vậy thôi em up like ở đây luôn nha cả nhà. Hẹn gặp lại các chị vào buổi like ngày mai ha. Đồ em đang mặc là bộ cổ bâu lăng tông tay dài nha chị. Rồi em chào tất cả các chị, chúc các chị đẹp và em ngủ ngon nha.